anh biết rồi. Em dự là tối nay em sẽ rất là mệt. Em nghĩ là như vậy. Xin chào Nguyễn Thị Tường Vy, chị chào em. Right. Xin chào tất cả mấy chị đang xem livestream. Xin chào mấy chị đang xem livestream nha. Em chào mấy chị. Số mình nhìn rõ không ta? Hình như không rõ cho lắm. À, tí thôi, em nói hả? Em nói cái này nghe nè. Xin chào mấy chị đã vào livestream này rồi nha. Nhanh tay lên, em nói này cho nghe nè. Anh có thể nào bỏ cái nóng này đi ra ngoài kia được không? Tại vì ở trong này rất là chói, em không có nhìn thấy được cái số. Em bỏ thử ra ngoài anh xem nè. Lên là gặp chế hà, xin chào Lê Khánh Nguyên. Lên là gặp chế, đúng rồi, lên là gặp chế thôi. Ok chưa ta? Ok chưa ta? Thấy số chưa ta? Mọi người thấy số chưa? Thấy số chưa? Thấy được số chưa? Mọi người thấy được số chưa? Chó vậy ta? Sao chó trước mặt em vậy ta? Không được. Anh bỏ con thử bên phía này thử coi. Ngắn thử bên cái gửi này thử coi. Anh coi có thấy được không? Không được. Cái tắt luôn thử đi. Bật cái đèn kia thôi. Đừng có bật cái đèn nữa. Xin chào mấy chị đã vào cái livestream này rồi. Mấy chị ơi, mấy chị nào vào cái livestream này rồi chia sẻ cái livestream này giúp em luôn. Comment cho em biết mấy chị đã vào rồi chia sẻ cái livestream giúp em. Xin chào mấy chị đã vào livestream. Nhanh tay nào vào rồi cùng chơi mini game với em luôn. Vào rồi cùng chơi mini game với em nào. Một đêm duy nhất có một tối duy nhất thôi. Em thấy rất là chói. Sao chói vậy ta? Anh bật một cái bóng thôi. Bật đi. Ok, được rồi, thấy rồi. Được rồi, bỏ xuống đi. Kim Liên ơi, em inbox cho shop giúp chị để bên shop hỗ trợ cho em. Em inbox cho shop giúp chị nhé. Anh nghe nè, anh có thấy chói không? Alo, anh nghe nè. Cho camera cam nó lại gần xíu mà. Sao cam nó lại gần xíu mà nó chói đâu? Em ngồi xa nó là phía sau hello hả? Em lại không đọc được comment. Anh sẵn sức cân này vào bên này xíu nè. Em đang tắt bớt đèn đây. À, hết chói. Rồi đi ra, rồi, ok. Rồi, mọi người ơi, xin chào mọi người ha. Ai vào cái livestream này rồi thì comment cho em thấy đúng không? Rồi, xin chào mọi người ha. Còn Kim Liên, em inbox cho shop giúp chị để bên shop hỗ trợ giúp em đúng không? Rồi, mọi người ơi, hết chó chưa? Hết thấy chó chưa? Thấy số rõ chưa? Thấy số rõ chưa? Mọi người ơi, mấy chị vào cái livestream này rồi chia sẻ cái livestream này giúp em. Chúng ta cùng nhau vào săn túi trước tiên. Em nghe nào, ok chưa? Em tắt rồi, chỉ còn duy nhất một cái bóng đèn ở trong phòng của em thôi. Anh suy bậy tắt luôn sao thấy được. Trong phòng có cái bóng đèn à, kêu tắt luôn sao thấy được. Được rồi, chắc được rồi. Thấy chưa? Ok, thấy được chưa? Em thấy là lúc mà em lại ngồi qua mép một đêm thì nó lại không bị chói mà em ngồi chính giữa. Em cứ ngồi tránh là nó lại không chói mà em cứ ngồi vô là nó chói. Tại sao vậy? Ok. Rồi, xin chào mọi người ha. Mọi người ơi, vào cái livestream này rồi chia sẻ rồi comment cho em biết là mọi người đã vào cái livestream này rồi. Mấy chị
ơi, chế nào đã vào cái live stream này rồi thì comment cho em biết là mấy chị đã vào cái live stream này rồi ha, để em thấy mọi người vào rồi luôn. À mọi người ơi, trước tiên chúng ta cùng, trước khi xăng vào túi thì tối hôm nay em sẽ có một trò chơi nhỏ nhỏ dành cho mọi người, đó là chúng ta sẽ tìm thánh IQ. Chúng ta sẽ cùng nhau giải hai câu đố ở trên tay của em, khi nào mà có ai trả lời đúng vào đó thì chúng ta sẽ cùng nhau ghim ở trên cái bình luận này luôn. Rồi mấy chị ơi, vào cái live stream này rồi thì comment cho em biết ha, chia sẻ cái like này giúp em. Rồi mấy chị nhanh tay nè. Xin chào Trúc Nguyễn, xin chào hello Giang Khẩn, xin chào Giang Khẩn, xin chào mấy chị đã vào cái livestream này rồi, xin chào tất cả mấy chị. Chốt em chưa Trang Khẩn ơi, hồi chiều chị chốt đâu với em á, hôm nay có nhân viên mấy chị gọi ra cho em chưa ta. Xin chào mấy chị nha, xin chào mấy chị. Mấy chị ơi, đầu tiên chúng ta cùng nhau like cái trang fanpage này giúp em, sau đó chia sẻ về trang cá nhân dưới chế độ công khai, để tránh cái trường hợp trong lúc em livestream mà mọi người bị đá ao ra ngoài luôn, thì chúng ta sẽ còn có cái bếp để chúng ta quay lại tìm cái livestream này của em. Và điều thứ hai là mọi người chia sẻ lên hội nhóm giúp em ha, chia sẻ lên mấy hội nhóm mà mấy chị đã tham gia để chúng ta cùng nhau tham gia những câu đố trên tay em. Hôm nay ai mà giải trúng câu đố này thì chúng ta sẽ được tặng túi miễn phí, mấy chị nha, sẽ được tặng túi luôn, tặng hẳn một chiếc túi luôn. Nhanh tay nào. Rồi, mấy chị ơi, trước khi chúng ta vào cái cuộc săn lùng túi bên em á, thì chúng ta cùng nhau chơi minigame trước. Chúng ta chơi minigame trước, em đưa minigame lên trước rồi em sẽ đưa mẫu lên song song luôn mấy chị ha. Chia sẻ cái like để giúp em. Chúng ta cùng nhau lên câu hỏi đầu tiên ha. Xin chào 304 chị đang xem, em chào mấy chị. Hà Công Khánh ơi, bên em có ai gọi điện ra cho em chưa? Bên chị có ai gọi điện ra cho em chưa? Rồi, chúng ta lên câu hỏi đầu tiên ha. Rồi, em nhắc lại luôn là nếu như mà trong trường hợp đang lúc em like luôn ha. Rồi, có nha, 005 có màu trắng, 005 có màu trắng em ha. Đặt hàng comment đầy đủ giúp em ba thông tin, mã màu cùng số điện thoại, nhắc luôn. Phí ship thì bên bưu điện giao hàng tiết kiệm sẽ cưng ký rồi tính ship cho mấy chị. Bên em chỉ lấy có tiền túi thôi. Quy định bên đó tính ship như thế nào thì mấy chị sẽ chịu tính ship như vậy. Ship tỉnh thì khoảng 30-40k và ship thành phố Hồ Chí Minh 20-25k. Hôm nay túi sách bên em sale bằng giá 90-100k. Em sale đúng 100 túi trong tối hôm nay. Và trước khi vào cái cuộc săn lùng túi thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi mini game, đó là giải đố những câu hỏi trên tay em nhé mấy chị nhé. Rồi chúng ta cùng nhau chơi luôn ha. Xin chào mấy chị đang xem like nha, mấy chị vào rồi thì thả tim thả like cho em thấy mấy chị luôn. Xin chào mấy chị. Xin chào mấy chị xinh đẹp. Comment chắc có lẽ sẽ xa cho nên em sẽ đọc comment đây ha. Thấy em không chị Nhật Hạ ơi, chị nhìn thấy em nha, chị chào em. Xin chào mọi người đã vào cái live stream này rồi. Chúng ta lên câu đố đầu tiên luôn ha. Em nhắc luôn là khi nào em ơi, bây giờ em inbox chị đang live stream á, chị không có trả lời được đâu. Em inbox cứ để đó rồi từ từ sẽ có nhân viên trả lời giúp em ha. Chị cảm ơn em nha, Quyên Búp Bê nha. Rồi mọi người, chúng ta lên câu hỏi đầu tiên ha. Chế nào mà có câu trả lời cho mình rồi thì nhớ chia sẻ cái like và làm đúng các bước tiếp em. Đầu tiên like cái trang fanpage. Chị ngồi ra giữa để nhìn cho rõ. Rồi, đầu tiên like cái trang fanpage, sau đó chia sẻ về trang cá nhân, chia sẻ lên hội nhóm. Chị nào mà có câu trả lời cho riêng mình rồi thì comment vào đây cho em thấy. Câu trả lời đúng thì em sẽ ghi lên trên bình luận và chị đó sẽ được bên em liên hệ luôn. Nếu như chị đó trả lời đúng thì Hiên liên hệ với shop em để nhận túi miễn phí luôn nha mấy chị nha. Rồi, xin chào mấy chị xinh đẹp đang xem live stream. Xin chào mấy chị xinh đẹp. Em lên mẫu đầu tiên ha, em lên câu hỏi đầu tiên ha. Rồi, câu hỏi đầu tiên trên tay em đó là người ở đâu ít ngủ. Câu hỏi đầu tiên ở trên tay em là người ở đâu ít ngủ. Mấy chị ơi, mấy chị làm đầy đủ tất cả các bước giúp em nào. Trước khi vào săn lùng túi chúng ta cùng nhau chơi những câu hỏi như thế này mấy chị ha. Rồi chúng ta cùng nhau chơi câu hỏi thư giãn đầu giờ luôn. Người ở đâu ít ngủ mấy chị ơi. Đầu tiên like cái trang fanpage này giúp em, sau đó chia sẻ về trang cá nhân, chia sẻ lên hội nhóm, rồi cùng nhau trả lời này giúp em. Chị nào trả lời đúng và đã làm đầy đủ tất cả các bước sẽ được tặng túi miễn phí bên em mấy chị ha. Rồi, người ở đâu ít ngủ mấy chị ơi. Câu đố đầu tiên của em là người ở đâu ít ngủ. Mấy chị ơi vào rồi thả tim thả like cho em thấy với. Chào mấy chị, xin chào mấy chị xinh đẹp. Em inbox hôm qua rồi mà đến đây không có trả lời. Quyên Búp Bê ơi, để đó chị chép lại nha, để đó chị ra chị coi lại giúp em. Cảm ơn em nhiều ha. Rồi mấy chị ơi, người ở đâu ít ngủ. Người ở đâu ít ngủ, ở bệnh viện thì ít ngủ. Ở bệnh viện thì ít ngủ, dễ thương quá. Người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh thì ít ngủ. Rồi mấy chị ơi, thấy mình không? Như Hi ơi, mình thấy bạn ha. Mọi người ơi, người ở đâu ít ngủ. Người ở bệnh viện thì ít ngủ. Rồi dễ thương quá. Người hiển thị thích ngủ. Mọi người ơi, chia sẻ cái live stream này giúp em. Chia sẻ cái live stream về trang cá nhân dưới chế độ công khai, chia sẻ lên các hội nhóm và sau đó trả lời cho em câu hỏi này. Chị nào có câu trả lời đúng em sẽ được ghim lên trên bình luận luôn. Hùng Vương ơi, chị thấy em ha, chị chào em. Rồi mọi người ơi, người ở đâu thì ít ngủ. Người ở đâu thì ít ngủ. Rồi nhanh tay giúp em luôn mấy chị ơi, câu hỏi đầu giờ ha. Trước khi săn lùng túi chúng ta cùng nhau. Ở trường thì ít ngủ, đúng rồi, ở trường thì bình thường vẫn phải học cho nên không có được ngủ, nhưng mà vẫn có thể ngủ lén được ở trong lớp. Người mù thì ít ngủ, dễ thương quá. Người ở đâu ít ngủ. Người ở đâu thì ít ngủ mấy chị ơi. Vui lòng làm đầy đủ tất cả các bước giúp em. Đầu tiên like cái
đâu đó rồi comment cho anh biết là người ở đâu ít ngủ. Người bị bệnh mất ngủ thì ít ngủ. Người bị bệnh mất ngủ thì ít ngủ. Rồi người ở dưới nước, người ở trên đường, người bị bệnh mất ngủ, rất nhiều câu trả lời luôn. Rồi chị nào trả lời đúng em sẽ ghi bình luận lên mấy chị ha. Người đi làm thì ít ngủ, rồi rất dễ thương. Mấy chị ơi làm đầy đủ tất cả các bước. Cái bạn đầu tiên like trang fanpage, sau đó chia sẻ về trang cá nhân dưới chế độ công khai, chia sẻ lên hội nhóm, sau đó trả lời câu hỏi này giúp em. Chế nào trả lời đúng thì em sẽ ghim lên trên bình luận luôn. Người ở đâu ít ngủ? Mấy chị ơi em vẫn chưa thấy có đáp án đúng nha. Người ở đâu ít ngủ em vẫn chưa thấy có đáp án đúng. Rồi mấy chị ơi nhớ comment luôn nha. Nhớ comment cho em người ở đâu ít ngủ là mấy chị ơi. Người ở đâu thì ít ngủ? Người ở Nam Cực, người ở Bắc Cực, người ở ngoài vũ trụ, người ở Nhật. Tại sao người ở Nhật thì ít ngủ ta? Em có thấy rất là nhiều câu trả lời là người ở Nhật, tại sao người ở Nhật Bản là ít ngủ? Mấy chị có thể giải thích cho em nghe được không? Người mù thì ít ngủ. Người mù ngủ thì mình cũng đâu có biết đâu. Người ở đâu thì ít ngủ mấy chị ơi. Người ở đâu ít ngủ? Nhanh tay luôn là mấy chị ha. Trước khi chúng ta vào săn túi thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ này, sẽ gồm hai câu đố. Và chúng ta sẽ giải câu đố đầu tiên trước là người ở đâu ít ngủ. Mấy chị ơi người ở đâu ít ngủ? Người âm phủ, người ở Hàn Quốc. Em vẫn chưa thấy câu trả lời đúng nha. Em vẫn chưa thấy có câu trả lời nào đúng hết. Mấy chị comment lại giúp em nè. Có câu trả lời nào khác nữa không thì comment cho em. Câu trả lời nào em thấy đúng em sẽ ghim lên trên bình luận cho mấy chị. Người ở đâu ít ngủ mấy chị ơi? Chia sẻ cái like hết chưa? Mấy chị ơi, đầu tiên chúng ta like cái trang fanpage Vua Sĩ Ba Lô Túi Sách này giúp em. Sau đó chúng ta chia sẻ về trang cá nhân dưới chế độ công khai và chia sẻ lên hội nhóm. Nếu trường hợp người có câu trả lời đúng, người có câu trả lời đúng mà em không thấy làm đầy đủ tất cả các bước đó thì mình cũng sẽ không được nhận túi đâu. Cho nên mấy chị vui lòng làm đầy đủ tất cả các bước giúp em luôn, sau đó trả lời câu hỏi này ha. Chúng ta cùng tham gia minigame nho nhỏ trước khi vào cái cuộc săn lùng túi ngày hôm nay. Người ở đâu ít ngủ mấy chị ơi? Em vẫn chưa thấy có cái câu trả lời nào hết. Người ít ngủ thì ít ngủ, dễ thương quá. Người ở trên like thì ít ngủ. Tại sao người trên like ít ngủ? Tại vì người ở trên like săn túi hết rồi, không ai ngủ hết. Rồi người ở đâu ít ngủ mấy chị ơi? Comment nhanh giúp em nào. Người ở đâu ít ngủ? Nhanh tay mấy chị. Người ở đâu ít ngủ em vẫn chưa thấy nha. Em vẫn chưa thấy câu trả lời đúng luôn. Mấy chị nhanh tay giúp em nè. Người ở đâu ít ngủ? Chia sẻ hết chưa mấy chị ơi? Chia sẻ cái livestream này hết chưa? Nhớ chia sẻ giúp em nha. Nhớ chia sẻ cái livestream này rồi trả lời câu hỏi này giúp em nha mấy chị nha. Tới giờ em vẫn chưa thấy có câu trả lời nào đúng luôn. Em sẽ dán câu này lên trên quá. Người chết ít ngủ. Dễ thương quá. Người chết thì ít ngủ. Đúng rồi, người chết thì ít ngủ, dễ thương quá. Câu trả lời rất là dễ thương, rất là cute. Người ở đâu ít ngủ? Người uống cà phê, người ở tỉnh, người ở trong rừng, người ở ngoài hành tinh, người ở trên livestream. Người chị nói nhiều sao vậy? Sao chơi chị nói nhiều vậy? Sao tự nhiên là chơi chị nói? Rồi mọi người chia sẻ cái like này giúp em chưa? Nhanh tay để em dán lên trên ha. Người ở trái đất ít ngủ. Sao người trái đất lại ít ngủ vậy? Đưa ra gợi ý. Đó, nhanh tay mấy chị ha. Người ở đâu ít ngủ? Người ở Nghệ Tỉnh ít ngủ, người ở Nhật Bản ít ngủ. Người ở chùa thì ít ngủ, tại vì người ở chùa hay tụng kinh quá cho nên người ở chùa không ngủ hả? Hay sao? Dán lên cho mấy chị thấy ha. Alo, anh nghe nè. Ok, anh ok. Không phải đây lại mất. Rồi mấy chị ơi cùng nhau tham gia câu hỏi này với em nè. Người ở đâu ít ngủ mấy chị ha? Chúng ta tham gia trước rồi từ từ chúng ta sẽ lên mẫu ha. Chúng ta cứ tài xế lái xe thì ít ngủ. Chị gọi chốt đơn chưa? Ủa em ơi Minh Miu ơi, chị vẫn chưa chốt đơn cho em hả? Sao vậy? Em inbox lại cho shop giúp em nha. Inbox lại cho shop giúp chị nha. Inbox lại cho shop giúp chị để bên chị kiểm tra thử. Không đâu nha, em cái này không có câu view, câu like gì hết trơn á. Mấy chị chỉ vào chơi thôi, mấy chị chỉ vào chơi đầu giờ thôi. Bình thường không có chơi, hôm nay mình ngồi chơi một xíu thôi, thư giãn đầu óc một xíu xong rồi mình mới săn túi thôi. Còn ai không chơi có thể ra ngoài giúp em nha mấy chị nha. Không chơi có thể ra ngoài, còn chị nào chơi cứ ở lại trong này chơi với em. Người ở đâu ít ngủ em vẫn chưa nhìn thấy câu trả lời nào đúng hết. Người lái xe không đúng, người ở dưới nước không đúng, người ở trên biển không đúng, người ngoài hành tinh không đúng, người máy không đúng, người ở tỉnh không đúng. Rồi em inbox cho shop giúp chị để bên shop hỗ trợ giúp em luôn nha. Em inbox thẳng cho shop giúp chị luôn. Người ở đâu ít ngủ á? Nhanh tay nha mấy chị nha, nhanh tay luôn. 500 lượt view em bắt đầu cho gợi ý cho mấy chị. 500 lượt view bắt đầu có gợi ý cho mấy chị ha. Người ở đâu ít ngủ? Đúng rồi Minh Miu ơi, em inbox cho shop giúp chị để bên shop hỗ trợ. Ở tỉnh không phải ạ. Nhanh tay luôn nha mấy chị nha, làm đầy đủ tất cả các bước giúp em. Đầu tiên like cái trang fanpage Vua Sĩ Ba Lô Túi Sách mà đang phát này, cái livestream này. Thứ hai chia sẻ về trang cá nhân dưới chế độ công khai. Thứ ba chia sẻ lên tất cả các hội nhóm mà mấy chị đã tham gia thì mấy chị sẽ được
sẽ ghim bình luận lên trên, người có câu trả lời đúng thì em sẽ ghim bình luận. 500 lượt view em sẽ có gợi ý cho mấy chị chia sẻ giúp em ha, người làm việc ít ngủ. Rồi nhanh tay lên mấy chị ơi, đố kích thích chơi nhau một xíu thôi. Nhanh tay nào, 500 lượt view rồi, có gợi ý ha. Nhanh tay luôn. Nhanh tay luôn mấy chị ơi, chia sẻ 500 lượt view có gợi ý cho mấy chị. Ở đâu ít ngủ? Ít ngủ thì tại sao người ta lại ít ngủ ta? Khi nào thì người ta sẽ ít ngủ? Khi nào mấy chị ơi, cái này là câu đố hấp não nhau xíu, mấy chị đừng có tìm tỉnh làm gì cho nó mệt. Bây giờ em gợi ý cho mấy chị ha. Khi nào thì người ta sẽ ít ngủ? Khi nào thì nhu cầu người ta ngủ không có còn nhiều nữa mấy chị? Mấy chị cứ đọc như vậy ha, cứ phân tích từ từ. Khi nào thì người ta không có còn muốn ngủ nữa thì mấy chị sẽ suy ra nha. Người âm phủ, người ở rẫy thì ít ngủ, tại vì người ta mắc canh rẫy đúng không? Người ít ngủ ở đâu? Rồi, người ở đâu ít ngủ mấy chị ơi? Người ở đâu ít ngủ? Chị nào có câu trả lời rồi thì comment lên đây cho em biết ha. Câu hỏi vẫn nằm ở trên bài của em. Em gợi ý cho mấy chị ha, người ở đâu ít ngủ? Khi nào thì người ta sẽ có nhu cầu là người ta ít ngủ? Khi nào thì người ta sẽ ít ngủ lại? Khi nào thì chúng ta sẽ cùng suy ra cái câu đó ha. Sau khi lên đến được view này em sẽ tiếp tục có gợi ý tiếp theo. Người ở đâu ít ngủ mấy chị ơi? Người mất ngủ không đúng, người rừng không đúng, người ở tỉnh không đúng. Trang Khỉnh ơi, bên chị gọi điện ra cho em chưa? Người thức không đúng. Mấy chị ơi, chúng ta cùng nhau chia sẻ cái livestream này giúp em. Chia sẻ livestream thôi, em thấy không khí đang rất là căng thẳng, vẫn chưa có chị nào trả lời đúng hết. Khi nào thì nhu cầu người ta không còn muốn ngủ nữa, người ta cảm thấy là người ta không có cần phải ngủ nhiều như vậy nữa? Khi nào mấy chị? Khi nào thì người ta không có cần muốn ngủ nhiều như vậy nữa? Rồi nhanh tay nha mấy chị nha. Em nhắc lại là những ai mà không có nhu cầu tham gia về bên em á, có thể ao ra ngoài giúp em ha. Không có cần comment gì hết, em cũng không có đọc nhiều đâu. Rồi suy nghĩ nhiều thì ít ngủ không đúng, suy nghĩ nhiều thì ít ngủ không đúng. Mấy chị ơi nhanh tay nào, nhanh tay mấy chị ha, chia sẻ cái livestream này giúp em. 550 bắt đầu có gợi ý tiếp theo. Người ở đâu ít ngủ, gợi ý đầu tiên cho mấy chị là khi nào thì cái nhu cầu ngủ của người ta không còn nhiều nữa, khi nào thì người ta cảm thấy là mình không cần phải ngủ tiếp nữa. Người làm bảo vệ dễ thương có buôn ngốc ơi. Khi rồi tiếp tục nha, tiếp tục gợi ý tiếp theo nha. Khi mà người ta trái ngược với ngủ, từ trái nghĩa với ngủ, từ trái nghĩa với ngủ là từ nào mấy chị? Người từ trái nghĩa với từ ngủ là từ gì mấy chị? Từ trái nghĩa với từ ngủ, từ này có hai từ ha, đáp án là có hai từ. Ta trái nghĩa với từ ngủ là từ gì mấy chị? Trái nghĩa với từ ngủ. Không, chị không muốn kích đâu, kích làm gì cho nó mệt. Ai cứ vô nói gì nói. Rồi nhanh tay rồi mấy chị ơi. Khi nào thì người ta không còn muốn ngủ nữa? Khi mà cái nhu cầu như thế nào của người ta thì người ta cảm thấy là mình không cần phải ngủ thêm nữa. Và trái nghĩa của cái từ ngủ này nè là cái từ gì mấy chị? Trái nghĩa với từ ngủ. Từ ngủ, từ trái nghĩa của nó là gì mấy chị ơi? Từ ngủ, trái nghĩa của từ ngủ nha. Người ở trên người dễ thương quá. Người ở quan tài thì ít ngủ, người chết thì ít ngủ. Người ở buổi sáng ít ngủ. Rồi nhanh tay lên nha mấy chị nha, chia sẻ cái livestream làm ơn này, làm đầy đủ tất cả các bước. Cái đẹp đầu tiên like cái trang fanpage này trước, chia sẻ về trang cá nhân dưới chế độ công khai, chia sẻ lên hội nhóm, rồi tham gia trả lời câu hỏi này giúp em. Rồi thức, có từ thức rồi nha, có từ thức em thấy đúng rồi. Khi nào thì người ta thức mà ít ngủ mấy chị? Thức như thế nào thì ít ngủ? Thức như thế nào thì ít ngủ mấy chị? Thức như thế nào thì ít ngủ? Thức như thế nào thì sẽ ít ngủ mấy chị? Trái nghĩa với từ ngủ là từ thức. Khi nào thì người ta thức, thức như thế nào thì sẽ ít ngủ? Người ta thức như thế nào thì sẽ ít ngủ mấy chị? Rồi em thấy có bình luận đúng rồi, bình luận đúng là Thủ Đức. Bạn có nick Facebook đừng tìm lại nhau nữa, đã trả lời đúng là Thủ Đức đúng không chị? Câu trả lời là Thủ Đức, em sẽ giải thích luôn cho mấy chị. Em nghe nè, em giải thích luôn cho mấy chị ha. Ít ngủ tức là thức đủ rồi. Khi mà con người ta thức đủ rồi thì người ta không có nhu cầu để muốn ngủ nữa. Và thức đủ chính là Thủ Đức. Và người ở Thủ Đức thì sẽ rất là ít ngủ. Tim Thủ Đức đâu hết rồi, có thể thả tim thả like lên đây cho em thấy được không? Tim Thủ Đức đâu hết rồi. Khi người ta thức đủ thì người ta sẽ không cần phải ngủ nữa. Và thức đủ chính là Thủ Đức. Và em đã tìm thấy một bạn có câu trả lời đúng là Thủ Đức. Đó là bạn có nick Facebook đừng tìm lại nhau nữa. Em đã thấy bạn đó rồi và em đã ghim lên ở trên đó. Câu trả lời là Thủ Đức mấy chị ha. Chị nào đang là team Thủ Đức có thể thả team thả like cho em thấy luôn. Có thể thả team thả like cho bên này luôn. Người Thủ Đức thì sẽ ít ngủ. Em nhắc lại câu trả lời ha. Khi mà người ta ít ngủ tức là người ta đã thức đủ rồi. Khi mà người ta thức đủ rồi, thức đủ tức là Thủ Đức. Và câu trả lời của em chính là Thủ Đức nha mấy chị nha. Rồi chúng ta kết thúc câu hỏi đầu tiên, chúng ta đến với câu hỏi thứ hai nè. Đã có người chiến thắng và em đã ghim lên trên bình luận rồi. Team Thủ Đức có thể thả team thả like cho em thấy luôn. Chúng ta lên câu thứ hai nha. Xong câu thứ hai rồi nha, xong câu thứ nhất chúng ta đến với câu thứ hai nào. Câu thứ hai là người ở đâu ít tiền. Câu thứ hai là người
thủ đức đã có bạn chiến thắng và em đã ghim lên trên rồi nha mấy chị nha. Bạn chiến thắng em đã ghim lên trên rồi. Đây em ngơ. Rồi nhanh tay nha mấy chị nha. Người ở đâu thì ít tiền. Nghe nè em nghe nè. Ơ, ủa đâu biết đâu, tự nhiên ai ghim lên cái kiểu ông biến ghim lên được rồi. Ok. Rồi, nhanh tay luôn nha mấy chị nha. Người ở đâu thì ít tiền mấy chị ơi. Người ở đâu ít tiền, người ở Cần Thơ, người ở Campuchia. Hello, Khang Vi, xin chào mấy chị ơi. Vui lòng làm đầy đủ tất cả các bước các bạn. Đầu tiên, like cái trang fanpage này trước. Sau đó chia sẻ về trang cá nhân, chia sẻ lên hội nhóm giúp em. Sau đó rồi comment cái câu trả lời của mấy chị. Câu đố thứ hai là người ở đâu ít tiền mấy chị ơi. Câu đố thứ hai là người ở đâu ít tiền. Nhanh tay luôn nha mấy chị nha. Người ở đâu ít tiền, xin chào Khang Vi, em chào chị. Em chào chị, xin chào mấy chị. Người ăn xin thì ít tiền, dễ thương quá. Trúc Vi ở Tiền Giang ít tiền. Nhanh tay mấy chị nha. Người ở đâu ít tiền, em vẫn chưa thấy câu trả lời đúng mấy chị ơi. Chia sẻ cái like giúp em. Nhớ làm đầy đủ tất cả các bước giúp em. Đầu tiên like trang fanpage trước, chia sẻ về trang cá nhân dưới chế độ công khai này, rồi chia sẻ lên hội nhóm thì mấy chị mới được tính. Chị nào khi có câu đáp án đúng mà không làm đầy đủ tất cả các bước cũng không được tính mấy chị nhá. Người ở đâu ít tiền nhất, người ăn xin không đúng, người ở Bắc Cạn không đúng, người Tiền Giang gì đó cũng không đúng, là người ít tiền cũng không đúng luôn. Người ở đâu ít tiền mấy chị ơi. Người nghèo sáng rồi. Người nghèo ít tiền dễ thương quá. Ở Tiền Giang, Kiên Giang thì cũng không đúng hết. Người Campuchia không đúng. Người ở đâu ít tiền mấy chị ơi. Bán hàng đi chị ơi. Nhi Đỗ ơi, tham gia mini game với chị xíu ha. Khi chúng ta tham gia mini game này, chúng ta sẽ có cơ hội nhận túi miễn phí luôn. Mấy chị chia sẻ cái like này giúp em để có cơ hội nhận túi miễn phí khi chúng ta trả lời câu hỏi này đúng. Người ở đâu ít tiền mấy chị nha. Nhanh tay luôn, lên đến 700 lượt view chúng ta sẽ có gợi ý. Lên đến 700 lượt view có gợi ý cho mấy chị ha. Bán hàng đi chị ơi. Rồi đợi xíu nè. Người ở đâu ít tiền, người đủ tiền thì ít tiền. Ủa là sao, người đủ tiền mà làm sao còn ít tiền nữa ta, không hiểu. Người ở trong tù, dễ thương quá. Ở đây, thấy chị không? Chị Bảo Khang Nguyễn ơi, em thấy chị bên em chốt đơn hàng cho chị chứ ha. Chi Thạch ơi, chị thấy em Bạc Liêu không đúng, là con nít không đúng luôn. Mấy chị ơi, làm đầy đủ tất cả các bước cái em nè. Đầu tiên like cái trang fanpage này trước, chia sẻ về trang cá nhân dưới chế độ công khai, chia sẻ lên hội nhóm, rồi cùng tham gia trả lời câu hỏi này giúp em ha. Người ở đâu ít tiền, người nghèo khổ ít tiền không đúng, người Bạc Liêu, người Thái Bình, người đói, người Việt, người ở nhà không đúng. Không đúng nha mấy chị nhá. Mi Trần ơi, mình thấy bạn nha, chào bạn. Xin chào mấy chị đã vào livestream sau ha. Mấy chị cùng nhau chia sẻ cái livestream này giúp em, rồi cùng nhau trả lời câu hỏi này luôn nè. Xin chào mấy chị. Xin chào tất cả mấy chị đang xem live. Người ăn phụ không đúng. Người ăn phụ không đúng, người ở đâu ít tiền. Nhanh tay luôn mấy chị ơi, chia sẻ cái livestream này giúp em rồi trả lời. Nhớ nha, biết đâu mình sẽ là người may mắn trả lời đúng. Nhưng khi lỡ mình có trả lời đúng đi chăng nữa mà mình không chia sẻ và làm đầy đủ tất cả các bước giúp em cũng không được tính. Cho nên mấy chị đầu tiên like cái trang fanpage này trước, chia sẻ về trang cá nhân dưới chế độ công khai, chia sẻ lên hội nhóm, rồi cùng nhau trả lời câu hỏi này giúp em. Trả lời lần 1 không đúng, trả lời lần 2. Trên bản đồ làm gì có người. Bán đồ, đợi xíu, Đồng Nai không đúng. Người ở đâu thì ít tiền mấy chị ơi, người ở đâu ít tiền, em vẫn chưa thấy câu trả lời đúng nha. Chưa thấy câu trả lời đúng luôn, chia sẻ cái livestream này giúp em nè. Nhanh tay mấy chị ơi, người ở đâu ít tiền. Rồi nhanh tay nè. Người già không đúng, người chết không đúng, người ở đâu ít tiền mấy chị ơi, người ở cõi thiên không đúng. Không đúng mấy chị nha, vẫn chưa có câu trả lời nào đúng hết. Mấy chị nhanh tay nè, nhanh tay giúp em luôn. Nhanh tay vào cái livestream này cùng nhau chơi câu đố này với em luôn. Chơi câu đố sau ít phút nữa chúng ta sẽ cùng nhau săn túi mấy chị ha. Người nghèo không đúng. Người ở chùa ít tiền không đúng. Người ăn xin không đúng luôn. Ở Dubai không đúng, người ở không đúng, Châu Phi không đúng, người ở nhà không đúng, người làm trong ngân hàng không đúng. Người ở đâu ít tiền mấy chị ơi, tiền ở đâu ít người. Tiền ở đâu ít người là sao ta? Dubai không đúng, phố không tiền không đúng, đầu tiên không đúng, người Kiên Giang không đúng. Người... Rồi nhanh tay mấy chị ơi, chia sẻ cái like này giúp em nào, nhanh tay nha. Like trang fanpage trước, chia sẻ về trang cá nhân, chia sẻ lên hội nhóm, rồi comment câu trả lời cho em thấy mấy chị ha. Cứ thấy câu trả lời đúng em sẽ tự động ghim lên trên bình luận này cho mấy chị và sẽ có câu trả lời thích đáng cho mấy chị luôn. Người ở đỡ không đúng, sa mạc không đúng, người không lao động không đúng, người ở không không đúng, thiếu niên tiền phong.
sinh không đúng luôn. Người ở đâu ít tiền mấy chị ơi? Câu hỏi của em là người ở đâu ít tiền? Người ở trong bụng mẹ không đúng. Người không lao động không đúng nha mấy chị nha. Comment lại giúp em nào, có câu trả lời khác thì comment giúp em. Người ở đâu ít tiền mấy chị ơi? Người ở đâu ít tiền? Nhanh tay nha, 700-800 lượt view sẽ có gợi ý cho mấy chị. Khoảng 700-800 lượt view sẽ có câu gợi ý đầu tiên cho mấy chị. Nhanh tay luôn. Người nông thôn không đúng, người ra sinh không đúng mấy chị ơi. Nhanh tay giúp em nào, người ở đợ không đúng. Nhanh tay mấy chị ha. Khi mấy chị trả lời đúng câu hỏi sẽ có cơ hội nhận một chiếc túi bên em free luôn. Nhận một chiếc túi miễn phí mấy chị ha. Có cơ hội nhận một chiếc túi như này về tay của mình luôn. Nhanh tay nè mấy chị ơi. Người Brazil không đúng nha. Người ở đâu ít tiền? Người chết không đúng luôn. Tại sao người Brazil lại ít tiền mà lại giờ mấy chị comment? Người Gò Vấp dạ không đúng. Người Gò Vấp không đúng. Người Bạc Liêu không đúng. Mấy chị ơi nhanh tay chia sẻ cái like này cùng tìm thánh IQ chúng với em luôn. Em vẫn chưa có trả câu trả lời được đúng hết. Chia sẻ về bạn bè người thân của mình, ai thấy cũng vô chơi luôn, ai biết được. Người đi bộ đội không đúng, người vùng cao không đúng. Người giúp việc không đúng mấy chị ơi, em vẫn chưa thấy câu trả lời nào đúng hết nha. Người trong tiền không đúng luôn. Nhanh tay mấy chị ơi, người ở đâu ít tiền, chưa thấy câu trả lời nào đúng hết. Nãy giờ thời gian chưa có nhận. Trong tù không đúng, người ở cung trang không đúng. Tiền ở đâu ít người không đúng. Nhanh tay mấy chị ơi, nhanh tay nào. Người châu Phi không đúng, người ở đầu tiên không đúng. Nhanh tay mấy chị ha, người ở đâu ít người. Em đã loại ra đáp án rồi thì mấy chị tìm cái đáp án khác rồi mình thử comment ha. Người trên chùa không đúng luôn. Vẫn chưa có câu trả lời nào đúng hết mấy chị. Chưa có câu trả lời đúng nha. Trên núi không đúng, người cung trăng không đúng. Cái câu trả lời nào không đúng mấy chị loại trừ ra đi để mình bớt bớt cái câu trả lời lại. Chứ mình comment liên tục như vậy cũng không đúng đâu. Tiền Giang không đúng nè, người tu hành không đúng nè, người trong chùa không đúng nè, người Đức không đúng, người Brazil không đúng luôn. Người tính không đúng, trong ngân hàng cũng không đúng. 700-800 lượt view sẽ có gợi ý đầu tiên cho mấy chị. Người ở đâu ít tiền? Người ở đâu thì ít tiền mấy chị ơi? Người ở đâu ít tiền? Người ở đâu thì ít tiền mấy chị nha. Nhanh tay luôn. 700-800 lượt view sẽ có gợi ý đầu tiên cho mấy chị. Em vẫn chưa thấy có câu trả lời đúng nha. Người ở đâu ít tiền? Ở nhà không đúng. Ở trong nhà làm ít tiền không đúng. Người ở không không đúng luôn. Người Kiên Giang không đúng. Người Kiên Giang không đúng nha. Loại cái Kiên Giang nè. Người dân tộc thiểu số không đúng. Loại luôn. Người chết không đúng nè. Người cõi âm không đúng nè. Người đầu tiên không đúng luôn. Người ở đâu thì ít tiền mấy chị? Người ở đâu thì ít tiền? Đây ạ, người ở đâu ít tiền? Người Campuchia không đúng nha. Người Tây không tiền không đúng luôn. Người Củ Chi, người Bằng Sáp, người ở không. Rất nhiều câu trả lời của mấy chị. Câu trả lời quá trời trời luôn. Nhưng mà vẫn chưa có cái câu trả lời nào đúng hết. Mấy chị đã làm đầy đủ tất cả các bước chưa? Đầu tiên like cái trang fanpage này giúp em. Sau đó chia sẻ lên tất cả các hội nhóm mà mấy chị đã tham gia. Chia sẻ về trang cá nhân nữa. Sau đó cùng nhau trả lời câu hỏi. Nếu chị nào may mắn có câu trả lời đúng, em sẽ ghim lên trên bình luận và tặng túi miễn phí cho chị đó nha. Cho nên vui lòng làm đầy đủ tất cả các bước giúp em. Người Bằng Sáp không đúng, người ở không không đúng luôn. Nhanh tay nè mấy chị. Bán hàng đi em ơi, chị Nguyễn Thị Kim Chi ơi, cùng nhau chơi đi em, mini game một xíu thôi. Chị chơi mini game với em thêm một xíu nữa. Khách đang rất là phấn khích cái mini game này luôn. Em vẫn chưa thấy có câu trả lời đúng. Sau khi có người trả lời đúng câu này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu săn túi. Mấy chị cứ đợi đợi từ từ em nha. Người ở đâu ít tiền mấy chị nha. Người ở đâu ít tiền? Ở trong tù không đúng, ở trong bụng không đúng, ở hàng không không đúng luôn. Nhanh tay mấy chị ơi, ở đường không đúng. Nhớ nha, like trang fanpage trước, chia sẻ về trang cá nhân, chia sẻ lên hội nhóm rồi hãy trả lời. Khi mấy chị trả lời đúng mà mấy chị làm đủ tất cả các bước sẽ được nhận túi free. Người Sóc Trăng không đúng, người Việt không đúng, Cù Mỹ không đúng luôn. Người ở đâu ít tiền? Học sinh sinh viên không đúng luôn, nhiều khi học sinh sinh viên còn giàu hơn mình nữa. Người ở đâu ít tiền mấy chị nha, Campuchia không đúng, tàu trụ không đúng, cô nhi viện không đúng. Nhanh tay nè mấy chị ơi, nhanh tay chia sẻ ra chúng ta cùng nhau tìm cái thánh IQ trả lời câu hỏi này giúp em. Người Việt Nam không đúng, người không có tiền không đúng, người ở nghĩa địa không đúng. Người Việt Nam không đúng nha, loại trừ câu luôn mấy chị ơi. Người lười biếng không đúng. Cũng hay ha, người lười biếng thì làm gì có tiền cũng hay nhưng mà không phải câu trả lời. Rồi nhanh tay nào, nhanh tay 800 lượt view có câu gợi ý đầu tiên nha mấy chị. 800 lượt view có gợi ý đầu tiên ha. 800 lượt view sẽ có gợi ý đầu tiên nha mấy chị. Người ở trọ không đúng, người ăn máy không đúng. 800 lượt view sẽ có câu trả lời đầu tiên, hay 750 thôi. 750 sẽ có câu gợi ý đầu tiên cho mấy chị. Chia sẻ cái like nhanh giúp em luôn. 750 sẽ có gợi ý đầu tiên, nhanh tay tìm luôn. Ai biết được trong vòng 750 đó lại có chị trả lời đúng mà chúng ta không cần gợi ý thì sao? Mấy chị chia sẻ cái like để giúp em nào. Người già nhiều khi người trẻ cho người già nhiều tiền quá hay sao? Người nghèo là ít tiền, dạ không đúng. Người ngoài hành tinh ít tiền không đúng. Người ở nghĩa địa không đúng. Người ở Thanh Hóa không đúng, tại sao Thanh Hóa lại ít tiền? Người ở dưới biển không đúng mấy chị ơi. Người ở đâu ít tiền, em vẫn chưa thấy có câu trả lời đúng luôn. Em dán lên trên nha, em
em dán lên cho em nha. Khi nào 750 lượt view rồi bắt đầu chúng ta cùng nhau chơi nha. Bây giờ em lên túi rồi, mấy chị đang đợi quá trời trời luôn. Người dân đâu không đúng luôn. Người ở đâu ít tiền, người ăn lông ở lỗ không đúng. Nhanh tay mấy chị ơi, em vẫn chưa thấy đáp án nha. Người ăn xin không đúng luôn. Chưa có đáp án nào đúng hết mấy chị ơi, comment lại giúp em nè. Chị nào còn có câu trả lời khác nữa không? Người trên trời không đúng. Còn ai có câu trả lời khác nữa không? Comment giúp em luôn nè mấy Thánh ơi. Người ở đâu ít tiền, chưa có ai trả lời đúng hết. Chưa có ai trả lời câu này đúng hết. Người ở đâu thì ít tiền. Chưa ai trả lời đúng hết nha mấy chị nha. Chưa có ai trả lời đúng hết. Người thương không có, không phải. Người ở trại tâm thần không phải luôn. Người ở viện dưỡng lão không phải. 750 lượt view có câu gợi ý cho mấy chị. 750 lượt view có câu gợi ý. Người ở Lâm Đồng không phải. Người trẻ em không phải. Người khùng không phải luôn. Người ở đâu ít tiền mấy chị ha. Người ăn mày không phải. Người Cà Mau ít tiền không đúng luôn. Người Lâm Đồng không phải nha. Người ở đâu ít tiền. Máy Thánh đâu hết rồi, bơi hết vào đây giúp em. Bơi hết vào đây giúp em. Ai trả lời được câu này thì trả lời nhanh giúp em nào. Người điên không đúng, thổ dân không đúng, người âm phủ không đúng. Người âm phủ là đốt tiền cho là tiền quá trời luôn chứ ít gì. Người Cần Thơ không đúng. Chị Kim Chi ơi, chúng ta cùng nhau chơi một cái đi. Tự nhiên lâu lâu hứng lên chơi một cái vậy thôi. Tí rồi đợi xíu ha, xong cái này em nha. Em dán lên ha, không để mấy chị đợi lâu nữa chứ mấy chị đợi lâu quá. Dán lên ha, người tiền sĩ không đúng, người âm phủ không đúng luôn. À, người làm biến không đúng luôn. Rồi, có gợi ý đầu tiên cho mấy chị ha. Gợi ý đầu tiên. Ít tiền thì người ta gọi là cái gì mấy chị? À, trái ngược với giàu. Trái ngược với giàu. Trái ngược với giàu có là cái gì mấy chị ơi? Ít tiền thì người ta gọi là cái gì? Trái ngược với giàu mấy chị ha. Trái ngược với giàu. Trái ngược với giàu có thì người ta gọi là cái gì? Và ít tiền thì người ta gọi là cái gì mấy chị? Khi mà mấy chị ít tiền quá thì mình gọi là cái gì? Ít tiền quá thì mình gọi sao, mình nói sao? Ví dụ như bây giờ, ví dụ như bạn rủ đi ăn đó mà mấy chị ít tiền quá thì mấy chị nói sao? Mấy chị ít tiền quá thì nói thì sao? Không phải người ở không nha, trái ngược với giàu là gì mấy chị? Trái ngược với giàu là gì? Rồi chia sẻ cái like giúp em hết chưa mấy chị ha? Em dán câu này lên đây, có lẽ giờ em chưa tìm thấy Thánh nào trả lời đúng hết trơn á. Người ở Đồng Nai không đúng. Người ta ở ngoài biển không đúng. Rồi em đã có gợi ý đầu tiên rồi ha. Người ở đâu thì ít tiền. Khi nào thì mấy chị gọi là ít tiền mấy chị? Khi nào thì mấy chị được cho là ít tiền? Khi ít tiền thì mấy chị gọi là gì? Không có. Chưa có ai trả lời đúng rồi. Người nghèo khổ dạ không đúng. Người nghèo tiền không đúng. Trái ngược với nghèo là gì mấy? À giàu là gì mấy chị? Trái ngược với giàu là gì? Khi mình trái ngược với giàu là gì mấy chị? Để đâu thì mấy chị dễ thấy nè. Rồi chúng ta cùng nhau giảng cái câu đố ở đó ha. À không đúng, người nghèo không đúng, người không có tiền không đúng. Mấy chị ơi, người ở đâu ít tiền. Em gợi ý cho mấy chị ha. À, khi mà mấy chị ít tiền á, trái ngược với giàu là gì? Trái ngược với giàu là gì mấy chị? Trái ngược với giàu là gì? Khi mà người ít tiền thì người ta sẽ gọi là gì? Ít tiền, khi mình ít tiền quá thì người ta sẽ gọi là gì mấy chị? Ít tiền quá thì người ta gọi là sao? Ít tiền quá. Giờ ít tiền quá, giờ bạn đủ đi ăn mà giờ ít tiền quá, thay vì nói giờ hết tiền rồi mấy chị trả lời sao? Thay vì nói hết tiền thì trả lời sao mấy chị? Thay vì phải nói hết tiền thì trả lời như thế nào? À, mà trái ngược với giàu là tự chữ gì mấy chị? Rồi em lên mẫu luôn, không đợi mấy chị đợi lâu nữa. Em sẽ chờ cái Thánh IQ xuất hiện câu hỏi ở trên ha. Em vẫn ghim ở trên đó. Đó, người cháy túi xám rồi, người cháy túi thì gọi là gì? Nghèo. Nghèo đúng rồi, nghèo là trái ngược với giàu đúng rồi. Có một từ, còn thiếu một từ nữa. Nhanh tay mấy chị ơi, rất là đơn giản luôn, mấy chị tự suy ra từ từ là thấy là người không có tiền không đúng ha. Câu đố em vẫn để ở trên, bây giờ chúng ta lên mẫu ha. Không đợi mấy chị đợi lâu nữa, chúng ta lên mẫu luôn. Rồi, chúng ta cùng nhau lên mẫu luôn nha mấy chị. Người không có, người khổ quá, người không có tiền, dễ thương quá. Rồi, trên tay em đang cầm là mã số 98. 98 này bán rất là chạy tại shop siêu đẹp siêu cute luôn. Mấy chị nãy giờ săn túi mà la em nãy giờ không chịu bán túi đâu hết rồi. Bơi vào đây săn túi hết giúp em luôn. Chúng ta cùng nhau săn túi mấy chị ha. Câu đố vẫn ở trên đó, em chờ cái Thánh IQ giải giúp em. Đây ạ. Em đang mang trên người em là một mẫu túi của size 9, mã số 98. Mấy chị muốn đặt hàng mẫu này comment cho em là 98 màu cùng số điện thoại. 98 này là một chiếc túi size 18. Bên trong túi này có một ngăn, có dây kéo luôn và dây đeo là xích pha da. Mã số 98. Đặt hàng mẫu này comment cho em là 98 màu cùng số điện thoại. Người nàng không có, người Bắc Cạn không đúng, người thiếu tiền không đúng. Vẫn chưa thấy câu trả lời đúng ha. Em
em gợi ý lại nha, em nhắc lại cái gợi ý cho chị nha. Ít tiền thì người ta trái ngược với giàu. Trái ngược với giàu thì người ta gọi là gì mấy chị? Trái ngược với giàu là nghèo. Thì khi mà ít tiền á thì mình gọi là gì? Khi mà mình ít tiền thì gọi là nghèo gì? Cái gì nghèo mấy chị? Cái gì nghèo? Khi ít tiền thì gọi là cái gì nghèo? Không đúng, người nghèo không đúng, người nào nghèo nàng không đúng. Mã số 98. Đặt hàng mẫu này comment cho em là 98 màu số điện thoại. Mã số 98 này em đang sale còn 90 mấy chị nhá. 90 ngàn một mẫu này. Mã số 98, 90 ngàn khi chia sẻ live stream. Đặt hàng mẫu này comment cho em là 98 màu số điện thoại. 98 em có màu đen với màu đen bạc. Chị nào đặt hàng mẫu này comment cho em là 98 màu số điện thoại. Em nhắc lại 98 này đang sale 90 ngàn mấy chị nha. Nghèo đói không đúng, nghèo túng khó không đúng nha. Dạ không, đúng không, không phải, nghèo cháy túi không đúng, nghèo cháy túi không đúng. Nghèo kiệt sắc không đúng, nghèo nàng không đúng, tiền nghèo không đúng. Cái gì nghèo mấy chị? Cái gì nghèo, cái gì thì nghèo, cái gì nghèo? Khi mà ít tiền thì gọi là cái gì nghèo? Nghèo cháy túi không đúng. Rồi nhanh tay nào, mã số 98, 90 ngàn thôi nha mấy chị nha. 90 ngàn chúng ta săn được cái mẫu túi này. Em nghe nè. Ok ok. Rồi, nếu như trường hợp á, mà mấy chị giải không ra nữa, bây giờ khoảng 50 chị gì đó, comment cho em cái chữ bó tay. Comment cho em bó tay luôn để em giải luôn, để em bán túi cho em liền quá. Bây giờ chị nào không có để mất thời gian của mấy chị nữa. Đã có không? Rồi, nhanh tay nào. Ok, ok, nhà Huyền Sang nha. Rồi, bây giờ em chưa. Bây giờ khoảng chừng 5 chị comment cho em chị bó tay đi, rồi em ghim cái bình là em giải câu đố trên luôn. Bây giờ 5 chị comment cho em bó tay mấy chị ơi. Mấy chị giải không được nữa thì comment cho em bó tay để em giải cho mấy chị luôn, rồi chúng ta cùng nhau săn túi với em. Nhanh tay nào, chị nào còn giải không được đó, em cần 5 chị bó tay giúp em. Em cần 5 chị bó tay giúp em nha. Nhanh tay nha mấy chị nha, em cần 5 chị nha. 5 chị bó tay giúp em là được. 5 chị bó tay nào, chị nào trả lời không được nữa thì bó tay giúp em. Cu trọng trục ơi, em thấy anh nha. Rồi, em cần 5 chị bó tay. Rồi, 1 chị Cẩm Vi Nguyễn, 1 chị rồi. Nhanh tay nè mấy chị ơi, người ở đâu ít tiền. 1 chị bó tay rồi. Mấy chị ơi, còn khoảng 4 chị bó tay nè, em giải luôn. 2 chị, 3 chị nữa. 3 chị nè mấy chị. Khoảng chừng 3 chị nữa bó tay luôn, em giải luôn để em săn túi nha. 3 chị rồi, 4, 2 chị nữa. Hai người nữa, túi 90 ngàn Thảo Nhi Hoàng Vũ nha, túi 90 100k hết, đồng giá hết, sale hết luôn. Rồi, 4 người thêm 1 người nữa bó tay giúp em ạ. Thêm 1 người nữa bó tay nữa là xong. Thêm 1 người bó tay nữa rồi em giải cho mọi người luôn để đến với túi luôn ha. Chứ bây giờ lâu quá, mấy chị chờ túi rất là lâu. Mấy chị chờ túi rất là lâu nha, còn chị nào nữa không thì comment lên giúp em nè. Thúy Suki ơi, gần đúng rồi, Thúy Suki gần đúng rồi. Rồi xong ha, chúng ta cùng nhau giải luôn. Khi chúng ta ít tiền, em giải luôn nha mấy chị ơi. Bây giờ câu trả lời ngưng hết nha. Khi mà ít tiền tức là Là sao em không hiểu. Khi mà chúng ta ít tiền tức là chúng ta đang nghèo. Chúng ta đang nghèo, khi mà đang nghèo thì đọc ngược lại sẽ là đèo ngang. Và câu trả lời người ở đâu ít tiền sẽ là người ở đèo ngang mấy chị ha. Bây giờ lúc này đã đủ 5 chị bó tay rồi, cho nên mọi comment sau em được hủy hết nha mấy chị nha. Đó là, rồi tất cả đã bó tay rồi mấy chị nha. Câu trả lời là đèo ngang. Người ở đâu ít tiền, khi mà chúng ta ít tiền thì chúng ta sẽ gọi là đang nghèo. Mà đang nghèo thì gọi là đèo ngang mấy chị ha. Câu trả lời là người ở đèo ngang. Rồi chúng ta kết thúc luôn ha. Đèo ngang ha mấy chị ha. Câu trả lời là đèo ngang. Rồi chúng ta không cần phải tranh cãi nữa. Em đã nhìn thấy. Sao không mặc bộ đầm hôm qua đó em, trời ơi. Rồi, mấy chị ơi, à, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau lên. Em bị ẩn comment nhiều lắm, em kêu người ta like để xem. Đúng rồi, em thấy có rất là nhiều comment bị ẩn, cho nên mấy chị nhớ chia sẻ cái like để giúp em, để tương tác với trang hộ em nha. Câu trả lời là đèo ngang nha mấy chị nha. Khi chúng ta ít tiền thì là đang nghèo, và đang nghèo là đèo ngang. Câu trả lời người ở đâu ít tiền, câu trả lời là đèo ngang mấy chị nha. Đèo ngang ít tiền nhất. Rồi, chúng ta cùng nhau lên mẫu luôn. Trên tay em đang cầm là mã số 98. Chị nào đặt hàng mẫu này comment cho em là 98 màu số điện thoại. 98 màu đen và 98 màu đen bạc. Mã số 98 ha. Dạ chị Thu Trang ơi, vẫn chưa có câu trả lời nha. Tại vì nhiều khi em sợ là ở bên nó bị
ẩn comment ở bên em vẫn chưa có hiện lên. Tại vì khi mà có hiện lên là bên em sẽ ghim lên trước. Và sau khi chị Hoa Cỏ Mai ơi, em có thấy comment của chị Mô? Em có thấy comment của chị Mô? Dạ đúng rồi, câu trả lời vậy thì đúng là bó tay thiệt. Mã số 98 á, chị nào đặt hàng mẫu này comment cho em là 98 màu cũng số điện thoại, mã số 98. Rồi, mã số 98 ha. Chị nào còn muốn săn túi thì vào đây với em cùng nhau săn túi luôn. Mã số 98 trên người em đang mang, em đang sale chỉ còn 90 ngàn thôi. Đặt hàng mẫu này comment cho em là 98 màu cùng số điện thoại. 98 này là một chiếc túi size 18-19, dây đeo là xích pha da, xích mắt to như thế này. Bên trong túi này có một ngăn đó chị ha, bên ngoài kim tuyến sang chảnh như thế này. Hiện tại bên shop em đang còn hai màu là màu đen và màu đen bạc. Hai màu như mấy chị nha. Chị nào đặt hàng mẫu này comment cho em ạ. Comment giúp em ha. Rồi. Rồi, chị nào đặt mẫu này thì comment giúp em là 98 màu cùng số điện thoại cho mấy chị nha, mã số 98. Mã số 98 90 ngàn mấy chị ha. Bên trong túi này có một ngăn, bên trong túi này có một ngăn. Bên trong túi này có một ngăn nha mấy chị nha. Shop em ở Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha mấy chị nha. Shop em ở Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Đây ạ, mã số 98, đặt hàng comment cho em là 98 màu cùng số điện thoại. Mã số 98 đen bạc và mẫu số 98 màu đen. Rồi, còn chị nào đặt thêm mẫu này được không thì comment đúng thông tin giúp em, mã màu cùng số điện thoại, đầy đủ giúp em ba thông tin thì em mới chốt đơn hàng cho mấy chị được. Qua mẫu luôn nha mấy chị nha, qua mẫu nha. Mấy chị cãi nhau em mệt quá, mấy chị cãi nhau em mệt quá, em tính theo mấy chủ nha. Em tính theo mấy chủ nha, cho nên mấy chị đừng có cãi nữa, cãi em cũng không trả lời đâu. Ok, ca Liên Nguyễn nha. Em sẽ không trả lời câu hỏi này tại vì em tính theo mấy chủ mấy chị nha. Rồi, em nhắc lại là mã số 98 là 90 ngàn nha mấy chị nha. Mã số 98 là 90 ngàn. Chị nào đặt hàng mẫu này comment cho em là 98 màu cùng số điện thoại. Mã số 98 đen bạc và mã số 98 màu đen. 90 ngàn mấy chị nha. 90 ngàn nha. Còn chị nào đặt này thì comment giúp em là 98 màu cùng số điện thoại. Rồi ok, Dương Hồng nha. Còn chị nào đặt thêm cái 98 này nữa không thì comment giúp em ạ. 98 màu số điện thoại, nhanh tay em qua mẫu luôn nha mấy chị. Em qua mẫu nha, em qua mẫu mới nha. Rồi, trên tay em đang cầm là mã số 100. Mã số 100 này 100k mấy chị nha, mã số 100 100k. Chị nào đặt hàng đừng quên chia sẻ cái livestream này giúp em. Khi mấy chị chia sẻ like, tất cả túi đều sẽ áp dụng 90-100 hết. Ok, Mika Hắc Thu nha. Mã số 100, đặt hàng thì comment cho em. Ok, Xuân Nguyên, 100 màu số điện thoại, 100 màu bạc. Mã số 100 này là một chiếc túi size 18, bên trong có một ngăn nha mấy chị nha. Bên trong có một ngăn và dây đeo là xích pha da. Dạ không, bây giờ không chơi mini game nữa, mấy chị cãi nhau dữ quá. Mã số 100 nha. Chị nào đặt hàng cái này thì comment cho em là 100 màu số điện thoại. Nguyễn Nhi ơi, 75-90 ngàn nha. Mã số 100 màu bạc. Mã số 100 màu vàng. 100 này 100k mấy chị nha. Mã số 100 100k. Đặt hàng mẫu này comment cho em là 100 màu số điện thoại, siêu sang chảnh luôn. 100 này là một mẫu kim tuyến nha mấy chị nha. Mấy chị nhớ chia sẻ cái livestream này giúp em nha mấy chị. Nhớ chia sẻ live, túi sách bên em chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ cái livestream thôi. Mã số 100 màu đen. Mã số 100. Đặt hàng comment giúp em mã màu cùng số điện thoại. Mấy chị ơi, sẽ có rất là nhiều comment sẽ bị ẩn, cho nên mấy chị nhớ chia sẻ cái like giúp em để được comment hiện lên. Tại vì nếu như comment bị ẩn, mấy chị có comment em cũng sẽ không có nhìn thấy ở trên máy chủ được. Em thấy có rất là nhiều comment bị ẩn, mấy chị nói rất là nhiều luôn. Cho nên mấy chị vui lòng nhớ chia sẻ giúp em để tránh comment bị ẩn. Nguyễn Phượng ơi, chị chào em. Comment của mấy chị em sẽ cố gắng trả lời tối đa hết cho mấy chị, cho nên chịu khó chia sẻ giúp em ha. Mã số 100, chị nào đặt hàng mẫu này thì comment cho em là 100 màu cùng số điện thoại. Mã số 100 màu đen. Mã số OKK Liên Nguyễn nha, mã số 100 màu vàng. Và mã số 100 màu bạc. Em nhắc lại là mã số 100 em đang sale chỉ có 100 ngàn thôi nha mấy chị nha. 100 ngàn mấy chị sẽ sở hữu được một cái túi sang chẳng như thế này. Thanh, Thảo Cao ơi, bổ sung cái số điện thoại luôn nha Thảo nha. Bổ sung thêm cái số điện thoại. Đặt hàng comment đầy đủ giúp em ba thông tin, mã màu cùng số điện thoại nha. Em sẽ cầm trên tay cái mẫu này. Mã số 100 em đang cầm trên tay chỉ có 100k thôi nha mấy chị nha. 100k mấy chị sở hữu được một chiếc túi như thế này về rồi. Mã số 100 đây ạ, màu bạc nha mấy chị nha. Mã số 100 màu bạc. Cái túi này sẽ đi kèm với cái mác Dio như thế này, rất là sang. Mã số 100, Phương Linh ơi, xin chào Phương Linh. Mã số 100 màu vàng. Và mã số 100 màu đen nha. 100k nha mấy chị.
còn chị nào đặt thêm cái mẫu số 100 này nữa thì comment cho em 100 màu cùng số điện thoại. Ship tỉnh 30-40, ship thành phố Hồ Chí Minh 20-25 nha. Mã số 100 nha mấy chị nha, mã số 100K. Còn chị nào đặt thêm cái mẫu 100 đó nữa không, comment giúp em 100 màu số điện thoại để em qua mẫu mới luôn nha mấy chị. Em qua mẫu mới luôn nha. Ok Nguyễn Thị Kim, còn chị nào đặt thêm cái mẫu 100 đó nữa không thì comment giúp em. Rồi, qua mẫu nha mấy chị. Ok Đặng Vũ, trên tay em đang cầm là mã số 79. Đặt hàng mẫu này comment cho em là 79 màu cùng số điện thoại. 79 này là một chiếc túi nhỏ gọn xinh xinh ha. Dạ, Sang ơi, mình mua được hết nha, bên em ship toàn quốc luôn. Mấy chị cứ comment đúng cú pháp giúp em là mã màu cùng số điện thoại. Bên em shop ship toàn quốc nha mấy chị nha, shop ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bên trong túi này tổng cộng sẽ có 3 ngăn, 2 ngăn hai bên và 1 ngăn ở giữa, mã số 79. 79 em đang sale chỉ còn có 90 ngàn thôi, dây đeo 100% là làm bằng xích. Chị nào đặt hàng mẫu này comment cho em là 79 màu số điện thoại. 79 màu hồng phấn, 79 màu đỏ, 79 màu trắng và 79 màu xám. Ship tỉnh khoảng 30-40 em nha, còn ship thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng 20-25. Mã số 79 90.000 mấy chị nha, mã số 79 đang sale chỉ còn giá 90.000 thôi, dây đeo 100% là làm bằng xích. Em sẽ đeo thử lên cho mấy chị xem một cái mẫu màu 79 này, màu đỏ cho mấy chị nhìn thử. Đây ạ. Cái mã 79 khi mấy chị mang lên form sẽ như thế này nha mấy chị. Túi này là khoảng size 14-15. Bên trong tổng cộng sẽ có 3 ngăn là 2 ngăn hai bên và 1 ngăn ở giữa nữa, là mình sẽ có tới 3 ngăn để mình sử dụng. Ở dưới túi này còn đính 4 đinh để đựng túi, bên ngoài là có cái lớp viền trắng. Và túi này có đường thêu rất là đẹp. Túi này giá đang sale chỉ còn có 90.000 thôi, dây đeo 100% là làm bằng xích. Chị nào muốn đặt hàng mẫu này thì comment đúng cú pháp giúp em là 79 màu cùng số điện thoại. Hiện tại mẫu 79 này bên shop em đang còn 4 màu, màu trắng, màu hồng phấn, màu xám và màu đỏ mấy chị nhé. Mã số 79. À, 100 có dây đeo em nha, dây đeo là xích pha da. Túi nào cũng có dây đeo hết, mình cứ yên tâm khi mình sử dụng đặt hàng ha. Mã số 79. Chị nào đặt thêm 79 này nữa thì comment cho em là 79 màu số điện thoại ha. Ok Trang Thu, nhanh nhanh tay để qua mẫu. Mã số 79 siêu xinh luôn. Ok chị Vũ Mai, 79 màu hồng phấn nè, rất là dễ thương mấy chị ơi, mã 79 này rất là xinh. Còn chị nào đặt thêm thì comment cho em luôn để em qua mẫu này sớm nha mấy chị. Nhanh tay để em qua mẫu này nè, mã số 79 nha. Qua mẫu luôn nha mấy chị, em qua mẫu luôn nha. Rồi, đây mấy chị ơi, trên người em đang mang là chiếc túi mã số 005. Đây mấy chị, trên người em đang mang là chiếc túi mã số 005. Mấy chị đặt hàng mẫu này comment cho em là 005 màu cùng số điện thoại. 005 này hiện tại bên shop em đang sale với giá chỉ còn có 90.000 thôi nha mấy chị nhé. Mã số 005 90.000. Chị nào đang yêu thích em này comment giúp em là 005 màu cùng số điện thoại. 005 này một chiếc túi mang lên rất là cá tính mấy chị. Mã số 005 này mang lên cực kỳ cá tính luôn, mang lên rất là xinh mấy chị thấy không? Em đang mang là chiếc túi 005 nè. Mã số 005 mấy chị ha. Chị nào yêu thích mẫu này comment cho em là 005 màu cùng số điện thoại. Mã số 005. 005 em có màu ruốc là em đang mang nè, màu đỏ như trên kệ nha, màu xám nè. 90, ủa 90 mình thấy ở đâu ra vậy? Mình em đâu có mã 90 đâu, sao mình thấy vậy? Mã số 005 nha, 005 màu xám, 005 màu trắng. Ok chị Trang Thu, 005 màu đen và 005 màu hồng cánh sen. Mã số 005 90.000, 79 90k tươi Davi nha. Chị nào đặt hàng mẫu này comment cho em là 005 màu cùng số điện thoại. 005 này mang siêu xinh luôn nha mấy chị nha. Bên trong có một ngăn, tổng cộng mình sẽ có 2 dây để sử dụng. Một dây là mang như cái kiểu em đang mang và có thêm một dây dài như thế này nữa. Có thêm một cái sợi dây xích dài như thế này nữa để mấy chị có thể đeo xuống phía dưới như thế này nè mấy chị ha. Mã số 005 90.000. Chị nào đặt hàng mẫu 005 này thì comment cho em là 005 màu cùng số điện thoại. Cái mẫu 005 này mang lên rất là cá tính, rất là xinh mấy chị ha. Chỉ có 90.000 thôi. Mã số 005. Màu ruốc, màu đỏ, màu đen, màu xám, màu trắng và màu hồng cánh sen. Mã số 005 90.000. Chị nào đặt thêm cái 005 này thì comment cho em là 005 màu cùng số điện thoại. Mã số 005. Nhanh tay em qua mẫu mấy chị ơi, nhanh tay để em qua mẫu nha. Túi này mang lên cực kỳ cute luôn. Qua mẫu nha mấy chị.
qua mẫu luôn nha. Kế bên 79 là mã số 96 nha, chứ không phải 90 đâu. Mã đó là mã số 96. Khi chúng ta mua cái mẫu túi 96 này sẽ được tặng kèm khăn. Khi mấy chị mua kèm cái mẫu này, mẫu 96 này là một chiếc túi size 18-19. Bên trong có một ngăn và dây đeo được làm bằng da cùng màu với túi. Mấy chị có thể chỉnh lớp được tùy thuộc vào chiều cao của mấy chị. Mã số 96. Đặt hàng mẫu này comment cho em là 96 màu cùng số điện thoại. 96 hiện tại bên em đang có 4 màu. 96 bên em có 4 màu mấy chị nha. Màu đỏ nè, màu trắng nè, màu xám nè, mã số 96 và màu đen. Đặt hàng mẫu này comment cho em là 96 màu cùng số điện thoại. Nhanh tay giúp em ạ, mã số 96 4 màu. Mùi đặng ơi, chị thấy em nha, chị thấy em rồi. Mã số 96. Chị nào đặt cái mẫu 96 này thì comment đúng của pha giúp em 96 màu cùng số điện thoại. 96 hiện tại bên em đang có 4 màu, màu đen, màu xám, màu trắng và màu đỏ. 96 em nhắc lại là một chiếc túi size 18-19, bên trong có một ngăn và dây đeo làm bằng da cùng màu với túi. Khi mấy chị mua cái mẫu 96 này, mấy chị sẽ được tặng kèm một chiếc khăn như thế này, ok nha. Ok nhà xe Bích Huyền nha, mã số 96. Có chị nào đặt thêm cái 96 này thì comment nhanh giúp em để em qua mẫu mới ạ. Mã số 96 nha. 96 màu cùng số điện thoại. Đầy đủ thông tin giúp em mã màu của số điện thoại và đừng quên chia sẻ like. Lưu ý em chỉ áp dụng giá sale đối với những chị chia sẻ cái live stream của em. Một là về trang cá nhân, hai là lên hội nhóm thôi. Còn ngoài ra tất cả những trường hợp khác đều không được tính nha. 96 là 90k nha mấy chị nha. Em nhắc lại 96 là 90.000. Chị nào đặt hàng 96 thì comment đúng cú pháp giúp em 96 màu số điện thoại. Màu trắng, màu xám, màu đen và màu đỏ. Chỉ 90.000 mấy chị nha. Giá sale là 90.000 dành cho những chị chia sẻ cái live stream của em. Qua mẫu nha mấy chị. Qua mẫu nha. Mã số 002 siêu cụ ta đây. Rất là đẹp, cực kỳ sang chảnh luôn. Mã số 002. Khi mua cái mẫu 002 này mấy chị được tặng kèm chùm 3 bông làm phụ kiện đi kèm. Túi này khoảng size 20-21. Bên trong có một ngăn, có dây kéo luôn và dây đeo được làm bằng da. Mã số 002. Đặt hàng mẫu này comment cho em là 002 màu cùng số điện thoại. 002 trên tay em đang cầm là màu hồng phấn. Đây mấy chị nhìn thấy không, cái khóa rất là sang. Ok cao ca thanh thiền nha. Mã số 002 mấy chị thấy không, khóa kéo nè, cầm rất là sang. Ok nhà xa Bình Huyền nha. Mã số 002 màu hồng phấn, 002 màu đen và 002 màu xám ha. Chị nào đặt thêm cái 002 này thì comment cho em là 002 màu số điện thoại. 002 này cầm lên siêu sang chảnh luôn. Kim Y Kem ơi, Kim Y Kem xin chào nha, tên dễ thương quá vậy. Kim Y Kem rồi, mã số 002 em đang cầm trên tay này mấy chị. Em nhắc lại 002 này em đang sale chỉ còn có 90.000 thôi. Chị nào muốn đặt hàng mẫu 002 này thì comment cho em là 002 màu số điện thoại. 002 90.000 em để quay cho mấy chị xem nè. Mã số 002 size 20-21, bên trong có một ngăn, có dây kéo và dây đeo được làm bằng da. Tặng 1/3 bông làm phụ kiện đi kèm cho mấy chị khi mua kèm túi. Nếu không thích cầm quai cầm để trên tay thì mấy chị có thể lấy dây đeo gắn vào đeo. Mẫu 002 hiện tại đang có 3 màu, màu đen, màu xám và màu hồng phấn. Giá đang sale chỉ cần có 90.000. 002 có dây đeo được làm bằng da cùng màu với túi. Nhanh tay ạ. Chị Sen Nguyễn ơi, bổ sung giúp em thêm cái số điện thoại chị Sen nha. Đầy đủ thông tin giúp em là mã màu cùng số điện thoại. Nếu thiếu số điện thoại đơn hàng không chốt thành công được. Đây ạ. Rồi, đặt hàng comment cho em là Ngọc Mỹ chị nghe em ơi. Comment cho em là 002 màu cùng số điện thoại, 002 màu xám và 002 màu hồng phấn. Chị nào đặt thêm cái 002 này nữa không thì comment cho em là 002 màu cùng số điện thoại. Nhanh tay để em qua mẫu với chị nha. 002 này rất là xinh, cực kỳ xinh luôn. Chỉ có 90.000 thôi nha mấy chị nha, 90.000 một mẫu này nha. Chị ở Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Mùi đặng ơi, chị ở Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Qua mẫu nha mấy chị. Ok chị xem. Tan tan. Không thấy mẫu này ở trên kệ luôn mấy chị ơi. Mẫu này không hề nhìn thấy ở trên kệ luôn. Em nhắc luôn trước mẫu này luôn. Ok chị Xuân Nguyên, em nhắc trước cái mẫu này luôn. Đối với cái mẫu này số lượng có hạn, số lượng không có nhiều. Chị nào comment trước còn hàng để trước, comment sau hết hàng coi như out. Mấy chị ha, số lượng có hạn đối với cái mẫu này. Cho nên trước khi em nói mã mấy chị chuẩn bị tinh thần trước. Đây ạ, trên tay em đang cầm là một chiếc túi. Túi này khoảng size 15-16. Không có quai mà chỉ có dây đeo không? Có nha em ơi, có nha. Để chị tí nữa thì giới thiệu cho em. Ok ca Thanh Thiền nha. Bên trong túi này có một dây là dây bằng thổ cẩm.
Dây đeo của túi này là dây đeo bằng thổ cẩm mảng to, mấy chị thấy không? Dây đeo của túi này là dây đeo bằng thổ cẩm. Chế nào thích dây đeo thổ cẩm mời hết vào đây hốt cái túi này về, cực kỳ xinh luôn. Cái màu trên tay em đang cầm là màu hồng hồng nu. Màu nu. Màu trên tay em đang cầm là màu nu, cứ cho là màu hồng đi ha, màu hồng. Màu hồng nha mấy chị nha. Màu hồng này có khoảng 2 chiếc, 2 3 chiếc vậy á. Rồi, em nhắc luôn ha. Em nhắc trước là mấy chị comment đúng cú pháp giúp em mã màu số điện thoại. Em nhắc luôn là số lượng có hạn, cho nên chị nào comment trước còn hàng để trước, comment sau hết hàng thì thôi. Cho nên mấy chị đừng có cãi nhau nha mấy chị nha. Rồi, mẫu trên tay em đang cầm là mã số 74 màu hồng. Mã số 74, 90.000 sale luôn cho mấy chị. Chị nào đặt hàng mẫu này comment cho em là 74 màu hồng số điện thoại, có đến 1 đến 2 chiếc như thế này. Mã số 74 màu hồng. Đợi mấy chị comment rồi em qua màu cho nó nhanh ha. Mã số 74 màu hồng có khoảng 2 chiếc ha. Mã số 74 màu hồng. 74 màu cam 90.000 cho mấy chị nha. Sale 90.000 cho mấy chị. Mã số 74 màu cam. 74 màu xanh. À, màu rêu, 74 màu rêu nha. Và 74 màu xanh đây. Mã số 74. Đặt hàng mẫu này comment cho em là 74 màu số điện thoại. Hello Phan Kim Anh, xin chào Phan Kim Anh. Mã số 74, 90.000 mấy chị nha. Màu xanh nè. Màu rêu nè. Màu cam nè. Và màu hồng nha. Mã số 74, 90.000. Đặt hàng comment cho em là 74 màu cùng số điện thoại. Mã số 74. Mã số 74, 90.000 nha mấy chị nha. Mã số 74. Nhắc luôn là ok chị Trang Thu, mã số 74 này size 14-15, bên trong có một ngăn, có dây kéo luôn và dây đeo là bằng thổ cẩm bản to. Mã số 74, 90.000. Màu hồng, bé bé ơi chị thấy em nha, màu cam. Mã số 74, 90.000 nha. Chị nào đặt hàng comment nhanh giúp em, số lượng có hạn với mẫu này nha mấy chị. Màu rêu, mã số 74. Và màu xanh, mã số 74, 90.000. Chị nào đặt thêm cái 74 này thì comment nhanh giúp em với 74 màu cùng số điện thoại nha. Nhanh tay em qua mẫu. Ok Kelly Nguyễn, mẫu này không chân trên kệ, đang thấy mà thích thì comment liền giúp em. Cái màu rêu này siêu lạ mà siêu đẹp luôn. Ở ngoài màu rất là đẹp. Mã số 74 màu rêu. Mã số 74. Chị nào đặt hàng thêm cái 74 này nữa thì comment nhanh giúp em nè. 74 màu cùng số điện thoại. Nhanh tay em qua mẫu nha. Đặng Giá Hân chị nghe em ơi. Qua mẫu nha mấy chị, qua mẫu nha. Rồi, mã số 75. 75 này là một chiếc túi Zara. Chị ơi, cái mã đó là cái mã 96. Chị đặt hàng, chị comment cho em là 96 màu đen cùng với số điện thoại chị mua nha. Ok Hùng Vương nha, mã số 75. 75 này là một chiếc túi Zara mấy chị nha. Zara hôm nay trong live stream của em, mấy chị săn Zara chỉ còn giá 90.000 thôi. Giá trên thị trường là 180-250. Trong live stream của em sale 50% luôn, chỉ còn có 90.000 thôi. Mã số 75. Đặt hàng mẫu này comment cho em là 75 màu cùng số điện thoại. Mã số 75 mấy chị nha. 75 này là một chiếc túi, bên trong có một ngăn, có dây, có hai dây, tổng cộng sẽ có hai dây bên trong, một dây thổ cẩm và một dây bằng da. Một dây bằng da và một dây làm bằng thổ cẩm mấy chị nha. Một dây bằng da và một dây bằng thổ cẩm. Mã số 75, 90.000 mấy chị ha. Chị nào đặt hàng 75 này thì comment cho em là 75 màu cùng số điện thoại. Mã số 75 em có 3 màu. 75, 90.000 mấy chị ha. Màu đỏ, màu đen và màu vàng. Mã số 75. Chị nào đặt thêm 75 thì comment cho em đeo lên cho mấy chị xem luôn ha. Chị Mùi ơi, bổ sung thêm giúp em số điện thoại nha. Chị Mùi bổ sung thêm giúp em cái số điện thoại đó nha chị. Rồi, trên người em đang mang là chiếc túi mã số 75 mấy chị ơi. Mã số 75. Chị nào đang yêu thích em này, muốn đặt hàng mẫu này thì comment đúng cú pháp giúp em là 75 màu cùng số điện thoại. 75 này là một chiếc túi Zara, có tổng cộng 2 dây, một dây bằng thổ cẩm mảng to và một dây là bằng da. Khi mấy chị nhận túi nhớ kiểm tra kỹ giúp em, tổng cộng sẽ có 2 dây cho mình. Túi này khoảng size 15-16 mấy chị ha, ở dưới đính 4 đính đứng túi nữa, hàng Zara. Túi này hiện tại bên em đang có 3 màu là màu vàng, màu đỏ và màu đen. Em đang mang là chiếc túi màu vàng. Mẫu này em đang sale giá chỉ còn có 90.000 thôi. Chị nào đặt hàng thêm mẫu này thì comment giúp em là 75 màu cùng số điện thoại. 3 màu, màu đen, màu đỏ và màu vàng. 3 màu nha, đen, đỏ, vàng. 90.000 nha mấy chị, mã số 75. Mã số 75. Bảo hành 2 năm nữa. Bảo hành thêm 2 năm. Mã số 75 nha. Chị nào đặt hàng mẫu này comment cho em là 75 màu cùng số điện thoại. Mã số 75, 90.000 thôi mấy chị ơi. Mùa hè này mà đi biển, đi chơi, đi du lịch, mang cái túi này lên siêu xinh luôn. Đặc biệt màu vàng đang là mốt của năm nay mấy chị ơi. Màu vàng đang là mốt của năm nay. Hốt cái này về là khỏi chê luôn. Ở ngoài màu vàng rất là đẹp. Màu vàng tươi luôn á, rất là đẹp, nhìn rất là sang.
mã số 75 90.000 nha mấy chị. 90.000 nha. Ok Quý Mai nha, mã 100 100k nha. Ok đừng bận tâm, Nguyễn thêm bổ sung thêm giúp em số điện thoại chị Mùi Đặng, bổ sung số điện thoại luôn. Ok chị Mùi Đặng nha. Rồi, em nhắc lại còn chị nào đặt thêm cái mẫu 75 này nữa không thì comment giúp em. Mấy chị bỏ qua từng giây từng phút này là rất hối tiếc và bỏ qua mẫu này siêu hối tiếc luôn. Mẫu này rất là đẹp mấy chị nha, sale chỉ còn có 90.000 thôi, không lấy là tiếc lắm luôn. Mã số 75. Còn chị nào đặt thêm không thì comment cho em là 75 màu cùng số điện thoại. Ba màu, màu đỏ, màu đen và màu vàng. Màu vàng đang mang cực kỳ đẹp luôn. Màu vàng ở ngoài là một màu vàng tươi, nhìn rất là đẹp, cực kỳ sang. Ok chị Mùi Đặng, ok chị Nguyễn thêm. Còn chị nào đặt thêm 75 Zara này nữa thì comment cho em. Zara mà chỉ còn có 90 thôi mấy chị. Zara mà chỉ còn có 90 thôi, cực kỳ sốc luôn. Còn chị nào đặt thêm thì comment cho em là 75 màu số điện thoại nha. 002 có màu đen nha. Mùi Trinh Nguyễn My ơi. À đây nè. 002 có màu đen nha, 002 có màu đen nè, chứ không có màu đỏ. 002 có màu đen thôi nha. Đặt hàng 002 màu đen này thì comment 002 màu đen cùng số điện thoại. 002 màu đen siêu sang luôn, nhận về là bảo đảm sẽ rất là thích. Rồi, qua mẫu luôn nha mấy chị nha, qua mẫu nha. Rồi chúng ta cùng đến với cái mẫu 101 là một mẫu cầu vồng rất là đẹp, vô cùng sang chảnh luôn. Em báo giá cực kỳ sốc cho mấy chị. Mẫu 101 là em sale chỉ còn có 100.000 thôi. 100.000 mấy chị nha, mã 101. Đặt hàng mẫu này thì comment cho em là 101 cùng số điện thoại. Em nhắc 101 chỉ có 100.000 thôi mấy chị nha. 101 100.000, đặt hàng 101 comment nhanh cho em là 101 cùng số điện thoại. Em nhắc luôn trong livestream tối hôm nay em dành ra khoảng 7 đến 8 chiếc như thế này để dành cho 7 đến 8 chị nhanh tay comment đúng cú pháp giúp em là 101 cùng số điện thoại. Sale xuống giá cực sốc chỉ có 100.000. Ok Cường Anh, Cường B Anh là ba tên gì khó đọc quá. Bên trong này có một ngăn ha, dây đeo là xích pha da, mã số 101, dành khoảng 7 đến 8 chiếc cho 7 đến 8 chị thôi. Chị nào đặt hàng trước, ok chị Lan Lương, một chị nè. Mã số 101, 7 8 chị thôi nha. Lan Lương là một chị rồi nha, 101 cùng số điện thoại, 100k cho mấy chị nha, chia sẻ cái like này giúp em. Đặt hàng rồi nhớ chia sẻ, chị nào đã chia sẻ rồi thì comment cho em biết mấy chị đã chia sẻ rồi để được áp dụng giá sale đồng bộ cho mấy chị. Ok Mỹ Trân, hai người, Ngọc Lê bổ sung số điện thoại nha. 101 cùng số điện thoại, siêu sang chảnh chỉ có 100.000, mã số 101. Nhanh tay mấy chị ơi, nhanh tay hút lại, nhanh tay kẹo hết. Mã số 101 chỉ có 100.000 thôi. 100.000 thôi nha mấy chị nha. Ok Huỳnh Thị Xuân An. Ok Huỳnh Thị Xuân An, chỉ có duy nhất một màu thôi, ba chị rồi nha. Ba chị rồi, ok Canh Liên Nguyễn, bốn chị. Mã 101 siêu sang chảnh, comment đúng cú pháp giúp em, 101 cùng số điện thoại. Thiếu số điện thoại không chốt được mấy chị ha, thiếu số điện thoại không chốt được. 101 100k mấy chị nha, 100k. Comment cú pháp giúp em, 101 cùng số điện thoại. Chính xác từng cú pháp giúp em luôn nè mấy chị ơi, 101 cùng số điện thoại. Sói Hoang ơi, ngày mai bên chị sẽ gọi điện ra cho em rồi chốt đơn hàng cho em nha. Ok Ngọc Lê, ok chị Thu Hoài. Còn chị nào đặt thêm 101 này nữa không? Dạ 003 không giống ạ. Ok Nguyễn Phượng, nhanh tay mấy chị ơi, số lượng sắp hết rồi. 101 100k, đặt nhanh kẻo hối tiếc, kẻo không còn nữa là hối tiếc cực kỳ hối hận luôn. Ok chị Nguyễn Thị Kim Chi, Quý Mai bổ sung thêm giúp em cái số điện thoại. Nhớ chia sẻ like giúp em. Mấy chị đặt hàng rồi chịu khó chia sẻ like giúp em, thay vì bỏ ra một số tiền lớn hơn để mua một chiếc túi như thế này thì trong livestream mấy chị chia sẻ cái livestream thôi là được mua túi với giá cực sốc chỉ có 90.000 thôi. Cho nên mấy chị chịu khó chia sẻ cái like giúp em nha. 101 100k nha mấy chị. Ok Tú Đạt thì Tú nha, qua mẫu nha. Chia sẻ rồi nhớ comment cho em biết nha. Chia sẻ rồi thì nhớ comment cho em biết để em bán với giá sale cho mấy chị. Rồi. À đến với cái mẫu tiếp theo ha. Trời ơi nhiều mẫu quá không biết sale cái nào trước nữa. À rồi, ok Phạm Thị Yến nha, comment của em Thúy Nguyên ơi, chị chưa thấy comment của em luôn, em qua mẫu mới nha mấy chị. Trên tay em đang cầm là mã số 5, mấy chị có nhìn thấy mẫu số 5 màu rêu ở trên kệ không? Siêu đẹp luôn, ok anh Phạm, mã số 5 em đang sale chỉ có 90.000 thôi, em sẽ đeo lên trước cho mấy chị xem được không, tin sản phẩm nói sau ha, cho nó đẹp. À, Yến ơi, mình thấy comment của bạn, mình có chốt đơn cho bạn rồi Yến. Rồi, chị nào ở bên livestream bên tín hiệu của mình đang ổn, mình có thấy cái túi em đang mang mà có thích đó, thả tim thả like cho em thấy luôn. Đây, rất là sang. Tối nay em sẽ dành ra khoảng 10 chiếc này để share cho 10 chị nha. Dành ra 10 chiếc như thế này. Share nha, share mẫu này luôn ha. Mẫu trên người em đang mang là mã số 5. Mã số 5 này em đang sale chỉ còn có 90 thôi. Mã số 5 90.000. Chị nào đặt hàng mẫu này comment giúp em là số 5 màu cùng số điện thoại. Số
số 5 này là một chiếc túi size 18-19, dây đeo là xích pha da, bên trong có một ngăn, ở trước có cái lớp kim tuyến rất là sang và có cái chữ Dior này nữa. Mã số 5, đặt hàng mẫu này comment đúng cú pháp giúp em là số 5 màu cùng số điện thoại. Số 5 này hiện tại em đang có 4 màu, màu đen, màu đỏ, màu bạc và màu rêu. Em lưu ý với mấy chị, em chỉ sell khoảng chừng 10 chiếc mẫu số 5 này thôi. Cho nên chị nào đặt hàng thì comment nhanh giúp em sẽ để hàng lại cho chị đó trước. Mã số 5 màu đen, mã 75-90 ngàn nha. Đây ạ. Mã số 5 màu bạc, mã số 5 màu rêu. Đây, siêu lạ luôn, rất là lạ mắt. Mã số 5, đặt hàng comment cho em số 5 màu cũng số điện thoại. Số 5 màu đỏ, em lưu ý chị dành ra khoảng 10 chiếc cho 10 chị. Khi em bắt đầu xong rồi em đọc tên từng chị lên ha. Chị nào đơn thành công thì em ok trên này nha. Còn đơn nào em không thấy đọc là coi như ao nha mấy chị nha. Mã số 5, mã số 5 90 ngàn mấy chị nha. Rất là sang luôn, dây đeo là xích pha da như thế này nè. Mấy chị thấy không, dây đeo là xích pha da như thế này nè. Đó, em mang đó, thấy không, em mang cho người như thế này nè. Mã số 5 nha, 90 ngàn nha mấy chị nha. Mã số 5 chỉ còn có 90 ngàn thôi. Chị nào đặt hàng mẫu số 5 này thì comment nhanh giúp em là số 5 màu cùng số điện thoại. Ok chị Liên Mai đi, 1 chiếc, còn 9 chiếc nữa mấy chị ơi, 9 chiếc nữa, 9 cái mẫu số 5 này nữa. Chị nào đặt hàng thêm cái số 5 này comment nhanh cho em là số 5 màu cũng số điện thoại. Số 5 màu đỏ, số 5 màu rêu, số 5 màu đen, và số 5, cái này là số 5 chứ không phải số 4 nha Huyền Hân ơi, comment lại giúp em nha, comment lại giúp em á. Số 5 màu bạc, mã số 5 90 ngàn, em nhắc lại cực sốc chỉ có 90 ngàn. Ok Surya Nguyễn, 2 chiếc rồi nha. Còn 8 chiếc nữa nha mấy chị ơi, còn 8 chiếc nữa. Mã số 5, 8 chiếc nữa. Comment cho em đúng cú pháp số 5 màu số điện thoại. Một bữa tối em chỉ dành ra khoảng 10 chiếc như thế này để sell cho mấy chị thôi. Tại vì giá của cái túi này không có phải giá ngoài shop cao hơn nha mấy chị nha. Sell 50% cho mấy chị chỉ còn có 90 ngàn một mẫu này thôi. Chị nào đặt hàng thì comment nhanh đúng cú pháp giúp em là số 5 màu cũng số điện thoại. Số 5 màu bạc. Chị Ngọc Lê bổ sung thêm giúp em số điện thoại nha. 3 chiếc rồi mấy chị ơi, còn 7 chiếc nữa. Mã số 5. Ok Minh Miêu, Mỹ Tân ơi, Mỹ Trân ơi, không thấy luôn á, không thấy comment của Mỹ Tân luôn á. Lúc nãy mình chưa đọc là comment chưa có thành công đâu. Mỹ Tân comment, Mỹ Trân comment lại giúp mình nha. Tại vì có một số comment bị ẩn cho nên mấy chị chịu khó chia sẻ cái like này giúp em, tương tác với trang để comment của mình hiện lên nha. Ship quận 8 khoảng 20-25 nha chị Mùi ơi. Mã số 5, đặt hàng comment cho em là số 5 màu cũng số điện thoại. Ok Kiều Diễm, 5 chiếc nữa mấy chị, còn 5 chiếc nữa, mã số 5, 5 chiếc nữa nha, 5 chiếc mã số 5 nữa. Còn chị nào đặt hàng thêm mẫu số 5 thì comment hốt lại giúp em. Ok chị Ngọc Lê nha, 5 chiếc nữa mấy chị, 5 chiếc nữa thôi, 5 chiếc nữa là em cho out luôn nha. Mã số 5, đặt hàng comment đúng cú pháp nào, số 5 màu cùng số điện thoại. Mã số 5 nha. Mã số 5 nha, dạ được nha Kim kia nha. Đổi thì đổi trên live stream này giúp em luôn. Đổi cái mẫu nào thì comment trên live stream này đổi giúp em. Mã số 5 siêu sang trọng. Qua mẫu luôn nha mấy chị, em qua mẫu luôn nha. Ok Đặng Gia Hân, còn 4 chiếc nữa, mã số 5 còn 4 cái. Ok Mỹ Trân, còn 2, còn 3 cái nữa chứ, mã số 5 còn 3 cái nữa. Rồi kế bên 002, mã số 5 còn 3 cái nữa nha. Rồi, mấy chị ơi em lên mẫu mới ha, trên tay em đang cầm là mã số 62. Để ý giúp em, cái 62 siêu sang chẳng này không có chân ở trên kệ. 62 siêu sang chẳng này không chân ở trên kệ. Và trong livestream này em sell cho mấy chị cái mẫu 002, mẫu số 62 này chỉ còn có 90 ngàn thôi. Mẫu 62 90 ngàn mấy chị nha. 62 này mấy chị sẽ được tặng một cái mát đi ô đi kèm như thế này. Đây, mã số 62 em để gần cho mấy chị xem. Mã số 62 là một chiếc túi dây xích pha da, dây đeo là xích pha da. Bên trong túi này có một ngăn và có dây kéo luôn nha mấy chị nha. Mã số 62, 62 màu đen, 62 90 ngàn nha mấy chị, 62 90 ngàn. Mã số 62 màu đen, 62 màu đỏ duy nhất một cái nè, 62 màu đỏ duy nhất một cái. Đặt hàng 62 này comment cho em là 62 màu số điện thoại. Đặt hàng 62 comment nhanh giúp em nha, 62 màu cùng số điện thoại cho mấy chị nha.
mã số 62, 90.000 nha mấy chị. Em nhắc lại 62 sale còn 90.000. Chị nào đặt hàng mẫu này comment đúng cú pháp cho em là 62 màu đen, số điện thoại 62 là được tặng kèm thêm một cái mát Dio đi kèm thế này nha. Có màu đen thôi mấy chị nha, mã số 62 màu đen. Và có duy nhất một màu là màu đỏ thôi, một cái duy nhất màu đỏ nha, mã số 62, 90.000 mấy chị, 90.000. Đó, chị nào đặt cái 62 thêm thì comment giúp em nha, 62 màu số điện thoại. Xói Hoang ơi, biết cầm tay không? Không thấy comment của Xói Hoang à, không có thấy comment của Xói Hoang luôn á à, không, mấy chị không có sale biết cầm tay, chị không có đem biết cầm tay mà sale. Ok, Phạm Thị Hải Yến nha, qua mẫu nha mấy chị. Ok, Huyền Hân nha, còn chị nào đặt thêm 62 nữa không thì comment giúp em là 62 màu số điện thoại nha, nhanh tay em qua mẫu. Rồi tới mã số 7 rồi, đi một vòng cuối cùng cũng tới mã số 7. Ok, Mỹ Trân, mã số 7, Mỹ Trân bổ sung số điện thoại, Mỹ Trân nha, bổ sung thêm cái số điện thoại nữa. Mã số 7 này đang sale chỉ còn có 90.000 mấy chị. Ok, Minh Miêu, mã số 7 90.000 nha. Chị nào đặt mã số 7 này comment cho em là số 7 màu số điện thoại. Số 7 này là một chiếc túi size 20, bên trong có một ngăn có dây kéo luôn. Bên trong có một ngăn ha, và dây đeo là xích pha da, ở trước tặng kèm phụ kiện cho mấy chị siêu xinh. Ở trước này có lớp kim tuyến nữa, rất là sang mấy chị. Mã số 7 90.000 nha, mã số 7. Đặt hàng comment cho em số 7 màu cùng số điện thoại. Số 7 màu đỏ. Số 7 màu xám. Số 7 màu hồng phấn. Và số 7 màu đen. Chị nào đặt hàng mẫu số 7 này comment nhanh giúp em luôn, số 7 màu cũng số điện thoại, mã số 7. Mỹ Trân ơi, không có thấy comment, Mỹ Trân comment lại đi, comment lại mã màu số điện thoại luôn đi Trân ơi. Mã số 7, chị nào đặt thêm số 7 này comment nhanh giúp em là số 7 90.000 nha. Bên trong túi này có một ngăn là có dây kéo luôn, và dây đeo là xích pha da, mã số 7 90.000 nha. Chị nào đặt hàng cái mẫu số 7 này thì comment nhanh cho em là số 7 màu số điện thoại, mã số 7 90.000. Mã số 7 màu đen. Mã số 7 màu hồng phấn. Mã số 7 màu xám. Và mã số 7 màu đỏ siêu cute luôn, chỉ có 90.000 thôi. Chỉ có 90.000 thôi. Mã số 7 nha. Số 7 chỉ có 90.000 thôi. Ai đặt hàng mẫu số 7 này thêm thì comment cho em nha. Số 7 màu cũng số điện thoại, nhanh tay để em qua mẫu mấy chị ơi. Mã số 7 90.000 thôi, không đặt là hôi tiếc, cực kỳ hôi tiếc, rất là hôi tiếc. Hôi qua trời tiếc luôn. Mã số 7 nha, chị nào đặt hàng thêm số 7 này nữa comment nhanh giúp em nè. Số 7 màu số điện thoại. Chị Lê Ngọc ơi, chị chụp hình lại inbox cho shop giúp em để bên shop kiểm tra nha. Trong quá trình giao hàng có thể là do cái chủ sự va đập, cái sự ném đập gì đó, và có thể là hàng sẽ bị lỗi đi. Chị có gì chị chụp hình lại gửi cho shop giúp em để bên shop hỗ trợ. Mã số 7, chị là đặt hàng số 7 này nữa comment cho em là số 7 màu số điện thoại, qua mẫu mấy chị. Qua mẫu nha. Ok, Văn Thái nha, còn chị nào đặt thêm số 7 nữa không thì comment cho em số 7 màu số điện thoại. Số 7 bên trong một ngăn có dây kéo luôn, và dây đeo là xích pha da, bên trong có một ngăn nha. Ok, mất đơn đi, mã số 7. Còn chị nào đặt thêm số 7 siêu lung linh này nữa thì comment cho em nhanh là số 7 màu số điện thoại nha, nhanh tay để qua mẫu nha. Ui mệt quá, ui mệt mệt quá. Ui mệt 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 quá. Rồi, để nó mẫu này ha. Có ai nhìn thấy gì em? Hay là đang thui quá rồi không thấy gì nữa? Trên người em đang mang là một chiếc túi bao tử mã số 102. 102 này trong livestream này mấy chị săn chỉ còn giá 100k thôi. Mã số 102. Đặt hàng mẫu này comment cho em là 102 màu cùng số điện thoại, 102 màu đen. Bên trong tổng cộng sẽ có hai dây, một dây như cái túi màu đen và một dây như cái túi màu đỏ như thế này. Mấy chị ưng đeo kiểu nào đeo đó, có hai kiểu để mình đeo, có hai dây bên trong lẫn tha hồ mà đổi luôn. Mã số 102 nha, 102 100k. Đặt hàng mẫu này comment cho em là 102 màu cùng số điện thoại. 102 có 3 màu, màu đen, màu trắng với màu đỏ. Đây là một chiếc túi chồi đeo và rất là hot, hot cực kỳ hot luôn, hot hòn hòn luôn. Mã số 102 nha. Ai đặt
102 này thêm thì comment cho em là 102 màu cũng số điện thoại. Màu đen, màu đỏ và màu trắng. 101 100k chị ơi, 102 này 100k, 101 100k mất lần tìm 30-90 ngàn. Mã 102. Bông có bông êm trước này nè, có lông vũ ở trước này rất là êm. Nè cái màu đỏ này mình thấy nè. Ok Văn Thái ở trước này mình thấy nè. Êm rất là mượt. Mã 102 100k nha. Cái mẫu này sắp tới là chắc đi ra đường với ai cũng mang luôn á, rất là đẹp. Mã số 102 nha. Comment cho em là 102 màu số điện thoại. Màu đỏ, màu trắng, màu đen nha. 100k nha mấy chị nha. Nhanh tay em qua mẫu, mấy chị đẹp ơi em qua mẫu nha. Ok Văn Thái, thấy đơn của Văn Thái rồi. Chị Thúy Nguyên ơi, bổ sung số điện thoại giúp em nha. Chị Thúy Nguyên nha, bổ sung giúp em thêm cái số điện thoại đầy đủ thông tin giúp em là mã màu số điện thoại thì em mới ok em chốt đơn cho mấy chị được, còn thiếu là em không có chốt được đâu. Mã số 30. 30 là cái mẫu trên tay em đang cầm, 30 này đang sale chỉ còn có 90 ngàn thôi. Chị nào đặt hàng mẫu này thì comment cho em là 30 màu cùng số điện thoại. 30 này là một chiếc túi size 20, thiết kế form rất là đơn giản. Túi này là một chiếc túi quai hình tròn. Ở trên có bọc một lớp da, có một chùm bông siêu xinh làm phụ kiện cho mấy chị nữa. Đặt hàng mẫu này comment cho em là 30 màu số điện thoại, thiết kế siêu đơn giản luôn, rất là đẹp, rất là sang. Bên trong có một ngăn có dây kéo dây đeo làm bằng da, đây bên trong. Mã số 30 nha. Đặt hàng 30 comment cho em là 30 màu số điện thoại. Mỹ Nhung ơi, Mỹ Trung ơi, chị mới lên cái mẫu 102 á. 102 đây nè em. 102 100k nha. 102 có màu đỏ, màu trắng như trên kệ và màu đen đây nè. Mã 102 lúc nãy chị mới đưa lên xong á. 102 100k em nha. Đặt hàng 102 comment cho chị là 102 màu số điện thoại. Còn cho tem đang cầm là mã số 30 nha. Chị nào đặt 30 này comment nhanh giúp em nè. 30 màu số điện thoại, 30 năm màu nha. Đỏ, đen, hồng, xám, trắng, màu xám nè. Màu đen nè. Màu trắng nè. Màu đỏ nè. Và màu hồng phấn. Chị nào đặt cái 30 này thêm thì comment cho em là 30 màu số điện thoại. 30 chỉ có 90 ngàn thôi. 90 ngàn mấy chị nha, 90k, mã số 30. Đặt hàng comment cho em 30 màu cũng số điện thoại. 5 màu đỏ, đen, hồng, xám, trắng, nhanh tay qua mẫu. Mã số 30 nha, em qua mẫu nha mấy chị, em qua mẫu nha. Rồi, đến với chiếc túi Lena ơi, em có đặt hàng chưa mà có hàng, em có đặt ở trên này chưa, chị có ok chốt đơn chưa? Trên tay em đang cầm là mã số 89. Chị nào đặt hàng mẫu này thì comment cho em là 89 màu số điện thoại. Mất đơn tìm, ok mất đơn tìm ha. Mã số 89. 89 này đường theo siêu đẹp, đường theo tỉ mỉ đến tầng milimét luôn. Đây là một chiếc túi quai cầm hình con mèo. Bên trong có một ngăn có dây kéo luôn và dây đeo được làm bằng da. Mã số 89. Đặt hàng mẫu này comment cho em đúng cú pháp 89 màu cùng số điện thoại. 89 em có 4 màu, màu hồng phấn nè. Chị Lena ơi, em chưa thấy comment của chị luôn á, chị comment lại giúp em với. 89 màu xám nè. 89 màu đỏ nè. Đó, chị nào đặt hàng 89 này thêm thì comment cho em là 89 màu cùng số điện thoại ha. Thông tin đầy đủ giúp em để em ok em chốt đơn hàng. Và đặc biệt có 89 màu đen là để em mang thử cái cho coi. Rồi, mã số 89 90 ngàn nha. Chị nào đặt thêm cái 89 này nữa thì comment cho em là 89 màu số điện thoại nha. 89 chiếc túi size 20-21, bên trong có một ngăn có dây kéo, dây đeo làm bằng da cùng màu của túi có thể chỉnh nước được. Tặng chùm 3 bông siêu xinh cho mấy chị luôn. Đây, 89, 4 màu, màu đen, màu hồng phấn, màu xám và màu đỏ, mã số 89. Rồi, Lộc Quang ơi, mình đặt hàng rồi, gửi cho bạn. Lộc Quang ơi, bên mình có ai gọi ra chưa? Bên mình có ai gọi ra cho bạn chưa? Mã số 89. Chị nào đặt hàng 89 này comment nhanh giúp em 89 màu một số điện thoại nha. Nhanh tay em qua mẫu nha chị. Gọi rồi là hàng giao đi rồi á.
gọi rồi lại hàng giao đi nữa. Hùng Vương ơi, em mới đặt tối nay làm sao gọi được. Em mới đặt tối nay là cỡ gì cũng phải sáng mai hoặc là trưa mai mới gọi lận. Ok Lộc Quang nha, cảm ơn bạn. Trên đây em đang cầm là mã số 004. Chị nào đặt hàng mẫu này thì comment cho em là 004 màu cùng 004 cùng số điện thoại. 004 chỉ có duy nhất một màu trên tay em đang cầm thôi, một màu bạc thôi, mã số 004. Size 18 19 bên trong có một ngăn có dây kéo và dây đeo xích pha da mắt to của xích. Mã số 004 dạ có, 005 có dây đeo chéo nha. Ok Thủy Trương Thị nha. Mã số 004. Comment cho em là 004 cùng với số điện thoại. 004 chỉ có duy nhất một màu thôi, khỏi lựa chọn mấy chị ha, một màu bạc duy nhất. Mã số 004. Rồi, đặt hàng mẫu này comment nhanh giúp em nào. 004 cùng số điện thoại, nhanh tay mấy chị ơi, nhanh tay hốt lẹ luôn. Nhanh tay hốt lẹ cái 004 này về. 004 chỉ có 90.000 thôi. 90.000 một mẫu này nha. Chị nào đặt thì comment đúng cú pháp giúp em 004 cùng số điện thoại. 90.000 à, 004 90.000 nha mấy chị, mã số 004 90.000. 90.000 nha, chị nào đặt cái 004 này thì comment nhanh giúp em 004 cùng số điện thoại. Không, tối nay chị không xe ba lô nữa. Tối nay chị không xem. Mã số 004 ha, chị nào đặt 004 này thì comment nhanh cho em 004 cùng số điện thoại đem qua. 004 có cái mát Dio này phía trước siêu sang chảnh luôn. Bên trong nè. Mã 004 ha, comment cho em 004 cùng số điện thoại. Ok Thỏ Vỏ nha. Còn chị nào đặt thêm 004 thì comment nhanh giúp em để qua. 004 cùng số điện thoại. Ok Ngân Huỳnh, 004 siêu sang chảnh chỉ có 90.000 thôi. Ok Quyền Quanh nha, số lượng có hạn nha mấy chị. Ok Thương Su Bi, còn chị nào đặt thêm 004 nó không, comment nhanh cho em luôn. Tan 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 tan. Mai có ba lô. Mai có pha lê nha, mai quá, hôm nay không quá. Rồi qua mẫu nha. Em đang cầm trên tay là mã số 003. Chị nào đặt mẫu này comment cho em 003 màu số điện thoại và túi 96 cầm tay được chị nào có quay cầm. Túi nào có quay cầm chị? Cái nào cầm tay? Mã số 003. Đặt hàng comment cho em 003 cùng số điện thoại, 003 màu cùng số điện thoại. Mã số 003 màu bạc. 003 màu đen. Mã 003 90.000 mấy chị ơi, 003 90.000. Chị nào đặt 003 comment nhanh cho em 003 cùng số điện thoại. 003 là một chiếc túi bên trong có một ngăn và dây đeo là xích pha da, mã số 003 90.000 thôi. Chị nào đặt 003 này thì comment cho em là 003 cùng số điện thoại. 003 màu đen và 003 màu bạc. 003 màu đen và 003 màu bạc. Đặt hàng comment cho em 003 màu cùng số điện thoại 90.000, 90.000, 90.000, only 90.000. Only 90,000 Việt Nam đồng. 90.000 mấy chị nha, đặt hàng mẫu này comment cho em là 003 màu số điện thoại, chị ở Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Màu bạc nè. Màu đen nè, mã 003, đặt hàng màu nào thì comment đúng giúp em là 003 màu cùng số điện thoại. Mã 003 nha, 90.000, 90.000 một túi rồi, dây đeo xích pha da. Rất sang chảnh luôn. Mã số 003. Nhanh tay em qua mẫu mấy chị ơi, nhanh tay đem qua mẫu. Mã số 003. Qua luôn nha, lâu quá. Rồi, qua mẫu nha. À, chị ơi, ngày mai bên em còn có thay đại xe gọi ra cho chị nữa. Nếu như gọi xong chốt hàng ok rồi là hàng sẽ gửi đi cho chị luôn. Ok Ngân Huỳnh, qua mẫu nha. Trên tay em đang cầm là mã số 99. Chị nào đặt hàng mẫu này thì comment cho em là 99 màu cùng số điện thoại. Mã số 99 này là một mẫu kim tuyến trước và kim tuyến sau. Rất là sang, rất là chảnh, rất là đẹp, rất là cute ta. Bên trong túi này có một ngăn, có dây kéo luôn và dây đeo là xích pha da. Dạ một trăm em có màu đen, màu bạc và màu vàng ạ. Đen, bạc, vàng, ba màu. Mã số 99. Đặt hàng mẫu này comment cho em là 99 màu số điện thoại. 99 em có hai màu là màu đỏ
và màu bạc, mã số 99 nha. Dây đeo xích pha da, mã số 99, 90 ngàn mấy chị nha. Mã số 99 chỉ có 90 ngàn thôi. Đặt hàng mẫu này comment cho em là 99, màu số điện thoại 90 ngàn. Mã số 99 nha, màu bạc và màu đỏ. Rồi, còn chị nào đặt thêm 99 này thì comment nhanh cho em 99 màu số điện thoại, nhanh tay qua mẫu. Dạ không, ba lô nhũ anh không có. Không có bán ba lô nhũ. Qua mẫu nha. Tên tên. Rồi, mẫu này rất là xinh. Ngọc Huyền ơi, không có ba lô nhũ kim tuyến nha. Không có ba, à có ba lô nhũ kim tuyến. Ba lô nhũ kim tuyến. Ba lô nhũ kim tuyến này là mã G6. G6 này em sale khoảng chừng 5 cái thôi. 5 cái tối nay thôi. Mã G6. Đặt hàng mẫu này comment cho em là G6 cùng số điện thoại. G6 này 100k đó chị nha. G6 sale 100k, mã G6. Đặt hàng comment G6 cùng số điện thoại, mã G6. Mã G6 nha, G6 cùng số điện thoại 100k nha mấy chị nha. 100k mã G6. Chị Mùi, à Mùi ơi, bên chị không có sale viết cầm tay, không có sale. Mã số G6 100k nha. Chị nào đặt G6 này thì comment cho em là G6 cùng với số điện thoại. G6 này là một chiếc ba lô mini nhũ kim tuyến, rất là xinh, rất là cute. Rồi, nhanh tay mấy chị nha. Mã số G6, đặt hàng comment cho em là G6 màu số điện thoại. G6 cũng số điện thoại nha. 90 màu đen. Em ơi, em thấy 90 hả? 96 hả? Cái số đó là 96 nha. 96 đó 90 ngàn đó, sau tất cả nha. Mã G6, đặt hàng mẫu này comment cho em là G6 cùng số điện thoại. G6 cùng số điện thoại 100k mấy chị nha. Nhanh tay em qua mẫu. Qua mẫu nha. À, trên đây em đang cầm là một mẫu thêu trúc. Mấy chị nhìn thấy không? Bên này là có thêu một nhành trúc. Bên này là có một nhành trúc. Ở phía trước này là có một đường thêu dọc xuống. Ở trước có một con hươu nữa. Đây, mã này là mã số 1. Số 1 này bên trong túi này size 18 ha. Bên trong có một ngăn, có dây kéo luôn. Và bên dây đeo được làm bằng da. Mã số 1, 90 ngàn nha mấy chị nha. Mã số 1 sale còn 90. Chị nào đặt hàng mẫu này comment cho em nào. Số 1 màu số điện thoại. Số 1 màu đen. Số 1 màu đỏ. Mã số 1 và số 1 màu xám nha. Số 1 90 ngàn nha mấy chị nha. 90 ngàn mẫu này. Đặt hàng mẫu này comment cho em là số 1 màu số điện thoại. Mã số 1 90 ngàn ạ. Mã số 1. Số 1 màu xám, số 1 màu đỏ và số 1 màu đen, rất là xinh. Mã số 1 90 ngàn. Mã nhanh chút. Mã số 1. Ok Nguyễn Hải. Chị nào đặt số 1 này comment nhanh cho em số 1 màu số điện thoại để qua nha. Rồi mấy chị ơi, tí nên sắp kết thúc like rồi đó. Còn chị nào đặt thêm mẫu nào nữa không thì comment vào giúp em đúng thông tin là mã màu cùng số điện thoại. Ok Mon Jerry nha. Đặt hàng comment đầy đủ thông tin giúp em là mã màu cùng số điện thoại để em ok chốt đơn cho mấy chị luôn. Tại em sắp kết thúc like rồi đó. Còn chị nào thiếu đơn nào thì bổ sung comment vào giúp em. Để em cô ok em chốt đơn hàng sớm cho mấy chị. Ok Mon Jerry nha. Qua thêm mấy mẫu nữa ha. Mình lên khoảng chừng mấy mẫu nữa. Mã 80, ok Vũ Hà nha. Mã 80 ở đằng sau lưng em nè mấy chị. Mẫu 80 là siêu sang chảnh luôn. 80 này là một chiếc túi có đính mấy cái hạt như thế này đi kèm, là theo ô như thế này. Tặng kèm chùm rua hy vọng và ngôi sao hy vọng luôn. Ngân Huỳnh ơi, bổ sung chị cái số điện thoại em nha. Qua cầm rất là sang. Bên trong túi này có một ngăn có dây kéo luôn. Và dây đeo được làm bằng da. Bên trong có một ngăn như thế này mấy chị nha. Mã số 80. 80 hiện tại em đang còn hai màu thôi, là màu đen và màu xám. Mã số 80. Đặt hàng mẫu này comment cho em là 80 màu cùng số điện thoại 90 ngàn mấy chị nha. Mã số 80 sale cùng 90, hai màu. Màu xám và màu đen, mã số 80. Rồi, chị nào đặt cái mẫu 80 này thì comment cho em là 80 màu số điện thoại nha, nhanh tay nha mấy chị. Thông tin đầy đủ đúng cú pháp tiếp theo, mã số 80. 90 ngàn nha mấy chị nha, mã số 80 90 ngàn thôi. Đặt hàng comment cho em là 80 màu số điện thoại.
rồi mấy chị ơi, nhanh tay để em qua mẫu luôn nha mấy chị nha. Còn chị nào đặt thêm cái mẫu 80 đó thì comment cho em là 80 mẫu số điện thoại nha. 101 nè, 101 nè mấy chị, mã 101 100k mấy chị nha, mã 101 100k. 101 này là một mẫu kim tuyến, chỉ có duy nhất một mẫu kim tuyến như thế này thôi, ở trước đỉnh như thế này nè. Mẫu này là mẫu dây đeo xích pha da nha, xích mạ vàng này nè. Mã 101 100k nha mấy chị nha, bên trong có một ngăn 101. Comment cho em là 101 cùng số điện thoại, mã 101. Mã 101 nha, 100k nha, chị nào đặt hàng mẫu này comment nhanh giúp em nè. Mã 101. Ok Nguyễn Lệ Quyên. Đó, chị nào đặt thêm cái 101 này comment nhanh giúp em. Ok Thảo Võ, Thảo Võ dồn đơn luôn nha. Ok Ngân Huỳnh, mã 101 100k. Đó, chị nào lấy thì comment cho em đúng cú pháp nha, 101 cũng số điện thoại. Nhanh tay lên chuẩn bị kết thúc like đó, chị nào còn đặt thêm mẫu nào nữa không thì comment đúng cú pháp giúp em mã màu số điện thoại luôn nha. Dạ không, 80 em hết màu đỏ rồi chị ơi. Ở ngoài nó có nhô lên không, sợ dùng cái dây xích đó. Là sao ta, nó nhô lên là sao ta đây nè. Ở ngoài nó phẳng thế này nè, như đeo xích pha da nữa. Nhô sao ta, nhô là nhô sao. Cái mẫu này mẫu kim tuyến mà. Ok Thùy Trường Thị nha, mã số 101 nha. Chị nào đặt thêm 101 này thì comment cho em là 101 cũng số điện thoại. Tư nhìn thấy đâu vậy? Sao lại có những con số mà em không biết luôn á? Có những con số mà em không biết luôn. Ok Ngân Huỳnh nha, để chốt luôn Ngân Huỳnh một lần. Rồi coi chị nào thiếu đơn nào nữa không? Comment đầy đủ thông tin giúp em nè, mã màu số điện thoại nha. Mẫu số 30 này nha. Mã số 30 này còn chị nào đặt thêm nữa thì comment cho em là 30 màu số điện thoại. Em nhắc lại 30 này 5 màu đỏ đen hồng xám trắng. Đây là một chiếc túi size 20-21, bên trong có một ngăn có dây kéo và dây đeo được làm bằng da cùng màu với túi. Mẫu này hiện tại bên em đang còn đầy đủ 5 màu đỏ đen hồng xám trắng, mã số 30. Đặt hàng mẫu này comment cho em là 30 màu số điện thoại, mã số 30. Mã số 30 90 nha, mã số 30 90 nha. Chị nào đặt 30 nữa comment cho em là 30 màu số điện thoại. Mã số 30 5 màu đỏ đen hồng xám trắng, nhanh tay mấy chị. 30 90 ngàn nha. Mấy chị ơi, còn chị nào thiếu đơn hàng nào nữa không thì comment vào giúp em để em kết thúc like luôn nha mấy chị nha. Còn chị nào thiếu đơn hàng nào nữa không thì comment vào đó giúp em. Cho coi mã 100. Rồi 100 nè mấy chị nha, mã số 100 nè. Chị nào còn đặt thêm số 100 này nữa thì comment cho em là 100 màu số điện thoại. Cẩm Vi Nguyễn ơi, chị nghe nè em ơi, em nói gì vậy? Mã số 100, 100k mấy chị nha, mã số 100. Đặt hàng mã 100 comment cho em 100 màu số điện thoại, 100 màu bạc, 100 màu vàng và 100 màu đen. 3 màu cho mấy chị lựa chọn nha. Đặt hàng mẫu 100 này thì comment đúng cú pháp cho em mã 100 màu số điện thoại. Mã số 100, chính 100k mấy chị nha, mã số 100. Em ơi, bên chị gọi ra chưa? Bên chị gọi ra cho em chưa? Mã 004, đặt hàng comment 004 số điện thoại. 004 một màu duy nhất màu bạc thôi. Mã 004 dây đeo xích pha da, bên trong một ngăn có luôn dây kéo, có mát điều ở trước nữa. Mã số 004. 004 nha, đặt hàng 004 comment cho em 004 cũng số điện thoại. Ok gấu xinh, mã 004. Mã 004 hôm qua gọi rồi là hàng giao đi rồi Cẩm Vi ơi, có thể hai một hai hôm nữa tới với em nữa. Mã số 004 90 ngàn, đặt hàng 004 comment cho em là 004 cũng số điện thoại. Mã 004 nha. Mã 004. Mấy chị nha, 90 ngàn. Còn chị nào đặt thêm cái 004 này thì comment cho em luôn ạ. 004 màu số điện thoại. Ok thà như thế, mã số 004. Rồi em ơi, 80 đây này gấu xinh ơi.
Mã số 80. 80 có hai màu là màu xám và màu đen nha. 80 này có hai màu. 80 này là ở trước có đính mấy hạt đinh tặng kèm cái phụ kiện này đi kèm cho mình nè. Quai là như thế này, bên trong có một ngăn có dây kéo luôn và dây đeo được làm bằng da. Mã số 80. Màu đen và màu xám, có hai màu cho gấu xinh nha. Nha, 003 90 ngàn dây đeo xích pha da, 003 màu bạc và 003 màu đen. Đặt hàng 003 này comment 003 màu số điện thoại 003 90 ngàn. 003 là 90 ngàn nha mấy chị, 003 là 90k nha. Mã 003 nha. Comment 003 màu cùng số điện thoại nha. 89. 89 này là tuổi có quay mèo. Bên trong có một ngăn có dây kéo, dây đeo làm bằng da đây nha. Tặng chùm bông nè. Mã 89 này có 4 màu, màu đen, màu xám, màu đỏ và màu hồng. 89 4 màu đen, đỏ, xám, hồng. 89 90 ngàn. 89 nha. Đặt hàng comment 89 màu số điện thoại luôn nè. Túi đen 96. Túi đen 96. 96 90 luôn. Túi màu đen 96. Túi màu đen 96 nha. Bên bưu điện cỡ nào cũng tương ký được tính ship cho mình hết á. Bên em chỉ lấy có tiền túi đúng 90 ngàn rồi, cho nên không có free ship được đâu. Do là quy định bên đó quy định như vậy rồi, cho nên em không có free ship được. Cái túi trên cùng mà có chữ là cái túi 97 nha. Cái túi này là cái túi 97, túi bao tử. Mã 97, 97 này 80 ngàn nha mấy chị nha. 97 này 80 ngàn. Anh nhắc lại mã số 97 sale chỉ có 80 ngàn thôi. Đặt hàng mẫu này comment cho em là 97 màu, số điện thoại 97 màu đen, 97 màu trắng và 97 màu đỏ đô. 97 này 80 mấy chị nha. Sale còn 80 ngàn thôi. Mã số 97. Xong mẫu 97 này em kết thúc like luôn nha. Còn chị nào đặt hàng mẫu này nữa thì comment giúp em. Rồi shop ở Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha. Mai bên em sẽ có nhân viên telesale gọi ra rồi chốt luôn nha chị gân nhân nha. Cho nên cứ yên tâm. Mã số 97 80 ngàn. Đặt hàng 97 này thì comment giúp em là 97 màu, số điện thoại 97 màu đỏ nè. 97 màu đen và 97 màu trắng. Đây. Em đang mang lên thử cái mẫu 97 nè. Cái này nam nữ gì mang cũng được hết á, trai gái gì mang cũng được hết, BD mang được nốt luôn. Mã số 97 nha. Đặt hàng mẫu này comment cho em là 97 màu cùng số điện thoại. Màu đỏ đô, màu trắng và màu đen 80 ngàn nha mấy chị. Mã 97 này 80 ngàn nha. Chị nào đặt hàng mẫu 97 nữa thì comment cho em là 97 màu số điện thoại. 97 chỉ có 80 ngàn thôi. 80 nha mấy chị, 80 ngàn mã số 97. Thêm có em ở Thủ Đức gấu ơi. Nếu như em ở Thủ Đức em ghé qua shop lấy luôn đi. Địa chỉ của shop là 38A đường số 17 phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ok Phan Minh Nhật nha. 38A đường số 17 phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Có gì em ghé qua shop lấy luôn, đỡ mất công tiếp nha. Nhớ inbox cho shop trước khi qua, nói là em like ở trên livestream rồi em chia sẻ rồi được qua shop lấy với giá đó luôn. Mã số 97. Còn chị nào đặt thêm 97 này nữa không, comment cho em để em kết thúc like luôn mấy chị. Ok Hà Lan nha. Em mọi người ơi, bây giờ em kết thúc like luôn nha. Chị nào đặt hàng bên em rồi á, chị nào đặt hàng bên em rồi. Ok gấu xinh, vậy có gì mai bên chị gọi điện ra cho em. Rồi mấy chị ơi, bây giờ em kết thúc like luôn. Chị nào đã đặt hàng rồi nhớ để ý điện thoại, ngày mai bên em gọi điện ra alo chốt đơn hàng em một tiếng nữa rồi em gửi hàng đi sớm cho mấy chị luôn nha. Còn bây giờ em kết thúc like luôn, chúc mấy chị ngủ ngon nha. Chúc buổi tối mấy chị ngủ ngon. Chúc mấy chị ngủ ngon. Chào mấy chị. HM bên em không có xe HM. Ok Quyền Quanh nha. Ok Quyền Quanh.